Xin chào quý thính giả đang nghe audio Tiểu Phong, hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên, tác giả Văn Sao Công, kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều chuyện của kênh nữa nhé. Xin các huynh đệ tỷ muội một đăng ký nhé, xin cảm ơn. Chương 1076, Gai Ơ Hệ, Lam Long Cư Xá, số 569 Biệt Thự, 726 Hoàng Nữ Tinh Sa Phoenix hất lên hơi mờ hắc xa. Không để ý chút nào xuân quang ngoại tiết. Tại đối diện nàng, thì ngồi hai vị khác hoàng tử. Nghe nói Sato đi tìm Kaza, kết quả còn bị cự tuyệt. Thân hình cao lớn kim giác hoàng tử cười nhạo một tiếng, Sato lần này xem như ném đi một lần mặt, bất quá cái kia Kaza cũng liền đồng dạng, đến nay vẫn là vệ tinh cấp, ha ha, hắn vĩnh viễn không biết mình bỏ qua cái gì. Có thể bị phụ hoàng chọn chúng, thai nghén sinh mệnh tinh cầu, tại hành tinh bên trong đều là cực kỳ cường đại lại phì nhiêu. Đồng thời di tích kia ở trong máy phát lực hút cùng các hạng vật liệu, cũng đều là cấp cao nhất, có thể chế tạo ra ưu tú nhất giếng lực hút. Không có tại trên hành tinh mẹ tấn thăng hành tinh cấp, sau khi đi ra tốc độ tu luyện liền sẽ yếu bớt không ít. Một vị khác hoàng tử trả lời, vì đột phá hành tinh cấp, cũng không biết phải hao phí mấy chục triệu. Đến lúc đó nơi nào còn có tiền mua sắm tài nguyên tấn thăng hồng cự tinh cấp, trừ phi đi kinh doanh công ty kiếm tiền. Nhưng này cái ca ra, hiển nhiên không có kinh doanh công ty ý nghĩ. Trên thực tế, nếu là đối phương kinh doanh công ty, bọn hắn khẳng định sẽ chèn ép. Ai bảo đối phương cự tuyệt lần trước lôi kéo, không có gia nhập lục hoàng tử trận doanh. Cho dù là một vị hoàng tử, muốn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng ở trong đế quốc Lanika Nirzan công ty lớn, đồng thời tại vạn năm bên trong kiếm lời đủ, có thể lấy xa xỉ lộ tuyến tiến giai hồng cự tinh tiên, nhân tài nguyên, cũng cơ hồ là một kiện chuyện không thể nào. Đây chính là phương tịch cự tuyệt tất cả mời chào đằng sau, chỗ gặp phải vô hình chèn ép. Muốn tuế nguyệt tĩnh hảo, phải có điều kiện này cùng thực lực. Đúng lúc này, tinh xa trên cổ tay, từng đạo tin tức hiện lên. Văng ghe đã bắt đầu mua sắm hành tinh, xem ra ca ra chuẩn bị đột phá hành tinh cấp. Ồ, chuẩn bị đột phá a, chúng ta Phoenix huyết mạch, như trưởng thành còn không phải hành tinh cấp, đó chính là chuyện tiếu lâm. Hắn chuẩn bị đi lộ tuyến gì? Xa xỉ nhất thiên thần hệ? Hay là vạn hạch hệ? Tổng không đến mức là huyền trọng hệ a, một vị hoàng tử mở miệng cười. Ánh mắt lạnh lẽo, hắn chuẩn bị cho ca ra tìm một chút phiền phức, dù là cuối cùng không có khả năng ngăn cản đối phương tấn thăng, cũng có thể nhất cố tình nâng giá, làm cho đối phương thêm ra máu. Tinh xa biểu lộ lại trở nên 10 phần cổ quái, đều không phải là Gai Ơ Hệ. Gai Ơ Hệ, một hoàng tử khác đang uống đồ uống, kém chút đều phun ra, dù là những cái kia quý tộc hết thời, cũng sẽ không tuyển Gai Ơ Hệ a. Cũng chỉ có những bình dân kia, thực sự không có cách. Mới có thể lựa chọn loại này giá rẻ nhất tiến giai lộ tuyến. Ta xem đối phương đặt hàng thiết bị, hoàn toàn chính xác chính là Gai Ơ Hệ cần có, hành tinh cũng là rẻ nhất hoang vu hành tinh. Tinh xa 10 cái ngón tay trắng noãn phi tốc vận chuyển, nhìn thấy một đầu lại một đầu tình báo tin tức. Bất quá, trên mặt nàng lộ ra vẻ do dự, tiếp theo lại mở miệng, Gai Ơ Hệ nhất là thứ dân ưu ái, cũng là bởi vì nó thích phối tính mạnh, tỷ lệ hiệu suất cao. Ta hơi tính ra một chút, nếu như đi Gai Ơ Hệ lộ tuyến. Thành tựu cuối cùng hồng cự tinh tiên nhân mà nói, có thể đem chi phí nghiền ép đến 100 triệu trong vòng. Hừ, đây là từ bỏ tự thân chiến lực cùng tiền đồ hèn nhát cách làm. Một vị hoàng tử cao ngạo nói, còn từ bỏ thân là hoàng tộc kiêu ngạo. Bất quá ta cũng có thể lý giải, dù sao đối phương một lòng nghiên cứu khoa học, đại khái nghĩ đến chỉ cần tấn thăng, sinh mệnh bản chất đề cao, có thể đi vào các loại khắc nghiệt phòng thí nghiệm là được rồi. Nhà khoa học đại đa số thời điểm là không cần ra chiến trường. Làm hoàng tử hoàng nữ. Bọn hắn kiến thức rộng rãi, biết đến thật có rất nhiều nghiên cứu khoa học cùng nhân, chính là ưa thích mất ăn mất ngủ đợi ở trong phòng thí nghiệm, sinh mệnh tiến hóa cái gì, đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất là có thể. Đã nhân từ, lại nhu nhược. Tinh xa Phoenix thở dài. Nguyên bản nàng còn chuẩn bị kẹt một chút đối phương, hiện tại xem ra đối phương trực tiếp vò đã mẻ không sợ rơi. Cái này không khỏi để trong nội tâm nàng sinh ra một chút cảm giác cổ quái. Ca gia hoàng tử đây là triệt để bày nát, ngược lại làm bọn hắn vô kế khả thi. Dù sao loại này bày nát hoàng tử, thế lực khác cho dù là chèn ép đều chẳng muốn chèn ép, lại càng không cần phải nói ám sát cái gì đây, không phải tương đương với đem một cái bó lớn chui dao, cho cùng lục hoàng tử đối địch 44 hoàng tử cùng 367 hoàng nữ, trong tay a. Một khi bị bắt được chứng cứ, lục hoàng tử khẳng định cái thứ nhất không tha cho bọn hắn. Được rồi. Đã như vậy, về sau đem ca ra tình báo đẳng cấp điều đến thấp nhất. Tinh xa có loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác, nhưng rất nhanh liền từ bỏ. Liền để đối phương tiêu dao khoái hoạt một vạn năm thì như thế nào? Cuối cùng còn không phải muốn lên chiến trường. Dù là từ trong chiến trường còn sống,
Đợi đến lục hoàng tử đăng cơ, bọn hắn đều là thực quyền bộ môn người cầm lái, tùy ý một cái ánh mắt đều có thể làm cho đối phương chịu không nổi. Trước mắt xem ra, trọng yếu nhất hay là Sa Tâu A, Tinh Sa thần sắc trở nên không gì sánh được ngưng trọng, dù là ta cũng không thể không thừa nhận, đối phương về mặt tu luyện thiên phú đơn giản vượt quá tưởng tượng. Đồng thời cũng rất am hiểu lôi kéo cùng thuyết phục, bây giờ đã tụ tập không ít huynh đệ tỉ muội, cộng lại thế lực không nhỏ. Chèn ép, nhất định phải hung hăng chèn ép, làm cho đối phương không chiếm được sung túc tiền vốn. Trước đó nói chuyện hoàng tử đôi mắt hơi nổi lên một tia lãnh ý, dù là cuối cùng vạn bất đắc dĩ muốn ám sát, cũng nhất định phải ám sát loại này giá cao giá trị mục tiêu mới có thể. Ầm ầm, một chiếc phi thuyền khổng lồ bỏ neo tại một viên hành tinh phía trên. Cửa khoang mở ra, Phương Tịch cùng Văng Ghe bay ra. Lọt vào trong tầm mắt, khắp nơi đều là từng tòa màu vỏ quýt núi hình vòng cung. Trong không khí đại bộ phận là carbon dioxide cùng khí nitơ, tại núi hình vòng cung bên ngoài thì là đồi núi cùng hoang mạc. Hỏa Vũ Tinh, lệ thuộc vào Đường Đức Tinh hệ, vốn là Na Gia Phi, gia tộc sản nghiệp, kết quả gia tộc này kinh doanh bất thiện phá sản, các loại tài sản bị đánh bao đấu giá. Viên tinh cầu này tương đương tiện nghi. Văng Ghe làm lấy giới thiệu, phòng đấu giá người nghe nói là vì hoàng tử làm việc, trực tiếp cho ưu đãi nhất chiết khấu. Lại thêm giếng lực hút thiết bị cùng tự động hóa vệ binh máy móc, tổng cộng tốn hao không đến 10 triệu. Nhưng ta đề nghị ngươi suy nghĩ thêm một chút, Gaia hệ là bình dân mới chơi lưu phái. Ngươi dù là không phải thiên thần hệ, tốt xấu cũng tới cái vạn hạch hệ A. Văng Ghe có thể nói lời nói thấm thía. Chúng ta không phải tính toán qua A. Nếu như đi thiên thần hệ, cái gì đều muốn tốt nhất, tấn thăng hành tinh cấp liền có thể tiêu hết 100 triệu tiền vốn, đằng sau cũng chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Phương Tịch mặc một bộ thiếp thân trường bào màu đen, nhìn xem viên này không có chút nào sinh mệnh dấu vết tinh cầu. Tinh cầu mặt ngoài ác liệt hoàn cảnh, đối với có thể ngắn ngủi tại trong vũ trụ sinh tồn vệ tinh cấp cường giả mà nói, dĩ nhiên chính là chuyện tiếu lâm đồng dạng. Nhưng nếu lựa chọn gai ơ hệ, thì miễn cưỡng có thể làm cho ta tại xài hết tiền trước đó, có một lần trùng kích hồng cự tinh cấp tiên nhân cơ hội. Ta dù sao chỉ là nhân viên nghiên cứu khoa học, chỉ cần tiến hóa đến tiêu chuẩn thấp nhất như vậy đủ rồi. Hồng cự tinh cấp tiên nhân đủ để thích ứng tuyệt đại đa số phòng thí nghiệm hoàn cảnh A. Hắn cười ha ha trả lời. Gai ơ hệ mặc dù tiện nghi, nhưng tiến giai hy vọng làm thật không lớn. Cái gọi là một tia hy vọng, ngay cả một phần ngàn cũng chưa tới. Thậm chí dù là tấn thăng trở thành bạch ải tinh cấp tiên nhân, đều muốn cảm ơn trời đất. Văng Ghe nửa ngày im lặng, tiếp theo thở dài, thôi. Cái này dù sao cũng là quyết định của ngươi. Nếu như ngươi làm ra chấn kinh đế quốc nghiên cứu khoa học thành quả, viện khoa học hoàng gia có là biện pháp đổi ngươi hạch tâm, đưa ngươi tăng lên tới khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Hắn thấy, vị hoàng tử này đại khái là, chuẩn bị một lòng tại nghiên cứu khoa học trên con đường này đi đến đấy. Bất quá nếu là có thể làm ra vượt thời đại thành quả, thậm chí có thể đưa tới vị hoàng đế bệ hạ kia chú ý. Đến lúc đó chỉ cần nhập vào đầy đủ tài nguyên, đừng bảo là hồng cự tinh, dù là trung tử tinh cấp tiên nhân, cũng có thể tích tụ ra đến. Chỉ là đến lúc đó lại đổi căn cơ, luận hao phí đơn giản còn muốn vượt qua 10 cái đi xa hoa nhất lộ tuyến trung tử tinh, cấp tiên nhân. Tiêu hao này như núi như biển, muốn đả động đối phương, bỏ ra như vậy đại giới, muốn làm ra nghiên cứu khoa học thành quả nên kinh khủng bực nào. Văng Ghe thậm chí cảm thấy đến con đường này so trở thành hoàng thái tử càng khó. Phương Tịch tự nhiên không biết Văng Ghe đã não bổ nhiều như vậy. Hắn nhìn một chút ngoại giới bầu trời cao, không khỏi lộ ra mỉm cười. Đi bình dân hóa lộ tuyến, tránh đi tầng cao nhất tranh đấu, đây cũng là mục đích của hắn một trong. Chí ít, gai ở hệ bộ kiện sinh công ty một đống lớn, không giống đỉnh cấp máy phát lực hút nhà cung cấp, chỉ có như vậy mấy nhà, ở trong đế quốc muốn được bóp cổ cũng không quá dễ dàng. Cung ứng bên trên là như vậy thì càng không có khả năng phát sinh ám sát loại hình S tình. Ta là ai a? Đáng giá a? Hắn từ mất cười một tiếng, tiếp theo thông qua trí não ra lệnh, bắt đầu đi. Tại phía sau bọn họ, cái kia một chiếc phi thuyền bắt đầu vòng quanh hành tinh phi hành, ven đường không ngừng mở ra cửa khoang, đem từng cái thùng đựng hàng đưa xuống. Ầm ầm. Nặng nề thùng đựng hàng nện ở chuyên môn tuyển định đất bình nguyên hình phía trên, tiếp theo liền giống như xe căn cứ đồng dạng triển khai. Biến thành từng tòa toàn tự động xưởng gia công. Từng người máy bắt đầu tiến hành đơn giản làm việc. Từng chiếc công trình xa mở ra trên hành tinh lớn nhất bồn địa chỗ sâu, bắt đầu thăm dò địa hình chuẩn bị đào hang. Mà tại hành tinh các nơi, có hơn 3 vạn tòa động cơ đã bắt đầu chuẩn bị tu kiến. Gai ở hệ tiến giai lộ tuyến, chủ yếu dựa vào tự thân ý thức, coi trọng lấy tự thân ý thức, thay thế tinh cầu ý thức, trở thành tinh cầu hạch tâm. Cùng lúc đó, khởi động 36.000 tòa động cơ, gia tốc hành tinh tự quay. Một bước này bên trong, ngươi phải cẩn thận thao tác đừng cho hành tinh giải thể. Cuối cùng, tại tinh hạch chỗ sâu kiến tạo giếng lực hút, đem tự thân kim đan đầu nhập trong đó, tiến hành lực hút tách ra nghi thức. Tiếp theo khống chế cả viên tinh cầu tự quay,
yên lặng vận chuyển, hút vào năng lượng vũ trụ, văng ghe tận lấy lão sư chức trách, vì phương tịch giảng giải Gaia hệ yếu điểm, cuối cùng. Rèn đúc á không gian, đem hành tinh thu nhập tự thân á không gian bên trong, coi như triệt để hoàn thành tấn thăng. Đa tạ lão sư, ta đã nghe hiểu. Phương tịch nghiêm túc gật đầu. Tạo dựng tự thân á không gian, một bước này đồng dạng phi thường trọng yếu, nếu không hành tinh cấp cường giả chẳng lẽ có một viên hành tinh di động cùng chiến đấu. Mà có thể chứa đựng một viên hành tinh á không gian thủy tinh, là một nhóm này mua sắm vật tư bên trong, trừ giếng lực hút vật liệu bên ngoài, đắt nhất bộ phận kia. Chương 1077, Vũ trụ triều tịch, Hỏa Vũ Tinh, địa hạch chỗ sâu. Áp lực kinh khủng trải rộng bốn phía, vượt qua mặt đất mấy trăm vạn lần. Hừng hực nhiệt độ cao tựa hồ có thể hòa tan hết thảy. Phương Tịch ngồi xếp bằng, quanh thân bị một tầng oánh lam quang huy bao khỏa, vậy mà hoàn toàn không nhìn những này kinh khủng hoàn cảnh. Hô, hút, hắn nội thị đan điền, chỉ gặp nhà mình kết đan viên kia ám tinh, lúc này trải qua điều khiển tinh vi, vậy mà cùng Hỏa Vũ Tinh giống nhau đến mấy phần. Bắt đầu đi. Phương Tịch thì thào một tiếng, vô số động cơ tác dụng phía dưới, hành tinh tự quay bỗng nhiên tăng tốc. Giếng lực hút, châm lửa. Tiếp theo, dưới người hắn một tòa vô cùng to lớn khoa huyễn máy móc bắt đầu oanh minh. Một cỗ bàng bạc lực hút hiển hiện, một mực trói buộc trên hành tinh hết thảy. Không chỉ có như vậy, kinh khủng lực hút càng là hướng bốn phương tám hướng bắn ra, hấp dẫn lấy trong vũ trụ hết thảy vật chất tối cùng năng lượng tối. Thân người tiểu đan điền, vũ trụ đại đan điền. Tại thời khắc này, Phương Tịch cùng hành tinh này tựa hồ có một loại vi diệu liên hệ. Hắn ở vào trong tinh hạch, giống như hành tinh kim đan, mà hành tinh ở vào trong vũ trụ, tựa như vũ trụ kim đan. Hỏa Vũ Tinh mỗi một lần xoay tròn, đều có kinh khủng năng lượng tối bị hấp thu mà đến, tiến vào Phương Tịch toàn thân. Ngưng. Phương Tịch trong đan điền, một khối á không gian thủy tinh bộc phát ra quang huy óng ánh, hiệp trợ hắn đem những này năng lượng tối thấm vào toàn thân, bắt đầu đột phá. Hành tinh cấp. Xong rồi. Thời gian không biết đi qua bao lâu. Giống như nước chảy thành sông đồng dạng, Phương Tịch mở ra hai con ngươi. Lúc này, hắn cảm giác viên này Hỏa Vũ Tinh đã hoàn toàn biến thành đồ vật của mình, có thể dựa vào ý niệm khống chế nó tự quay, tản mát ra hoặc mạnh hoặc yếu lực hút, mà nương theo lấy mỗi một lần hành báo. Tinh tự quay, hắn hấp thu năng lượng tối tốc độ, đơn giản siêu việt vệ tinh cấp thời điểm không biết bao nhiêu vạn lần. Thế này phương pháp tu luyện, mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, năng lượng quả thực là chỉ số bạo tạc cấp lên cao. Đột phá hành tinh cấp đằng sau, Phương Tịch như cũ ngồi xếp bằng, khiến cho hành tinh yên lặng vận chuyển, thôn phệ năng lượng vũ trụ. Văng ghe, ta chuẩn bị ở đây bế quan một thời gian. Mặc dù lúc này, Phương Tịch đã có thể đem Hỏa Vũ Tinh thu nhập đan điền á không gian, nhưng như cũ khiến cho tràn lan lực hút, gia tốc tu luyện. Nghĩ đến Đế Vương Tinh bên trên một đám phá sự, hắn lúc này chuẩn bị ở chỗ này tiềm tu một đoạn thời gian. Điện hạ xin yên tâm, lão phu sẽ đích thân hộ vệ. Trong phi thuyền, truyền ra văng ghe thanh âm kiên định. Sẽ không có người tới quấy rầy điện hạ. Rất tốt. Phương Tịch tắt máy truyền tin dụng cụ, tiếp theo ngón tay tùy ý vuốt ve. Từng đạo xích hồng sợi tơ liền hiện lên ở chung quanh hắn, mang theo nồng đậm hỏa thuộc tính lực lượng pháp tắc. Nếu như bị văng ghe nhìn thấy một màn này, khẳng định trong mắt đều muốn trừng xuống tới. Bởi vì cái này rõ ràng là hỏa diễm khái niệm chi lực. Thế này ngưng tụ khái niệm 10 phần khó khăn, bình thường mà nói, muốn làm đến Phương Tịch loại trình độ này. Chỉ sợ muốn hồng cự tinh cấp tiên nhân, mượn nhờ bí thuật, mới có thể đạt tới. Nhưng đối với Phương Tịch mà nói, thi triển lực lượng pháp tắc, đơn giản như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Hắn tốt xấu còn là một vị đạo quân hư ảo chân linh đâu. Thậm chí, tại Phương Tịch ý niệm phía dưới, hòa hành pháp tắc đạo trùng hiển hiện, ẩn ẩn cùng tinh cầu này hạch tâm dung hội một thể, khiến cho bốn phía nhiệt độ cao hơn. Phổ thông hành tinh nói chung, không cách nào biến thành sao khổng lồ đỏ. Hành tinh cấp tiếp xuống tu luyện, chính là không ngừng cải tạo tự thân hành tinh, cuối cùng nhóm lửa. Nếu như sớm lĩnh ngộ hỏa diễm, khái niệm, tương lai đột phá thành công xác suất chí ít tăng lên 3 thành. Như lại lĩnh ngộ pháp tắc khác, hoặc là thế này gọi là khái niệm chi lực, liền cơ hồ là 10 thành. Đây mới là Phương Tịch dám đi gai ở hệ mấu chốt. Đột phá xác suất thành công thấp thì thế nào? Chỉ cần đạt tới yêu cầu thấp nhất, bằng vào hắn pháp tắc cảm ngộ, đột phá xác suất thành công đều là 100%. Dù là ngày sau trung tử tinh cấp tiên nhân, đều là như vậy. Về phần hắc động tiên, chí ít, ta có thể sớm thu hoạch được thời không khái niệm, bằng thêm 2 thành đột phá hy vọng. Sato nói mình là thiên tài, tấn thăng hắc động tiên xác suất là bao nhiêu tới? 1/1000. Mặc dù dạng này tấn thăng, xác suất lớn là đồng cấp bên trong nhược kê. Nhưng ta hành tinh cấp nghiền ép vệ tinh cấp, hồng cự tinh cấp treo lên đánh hành tinh cấp, trung tử tinh cấp lại đến cùng một đám hồng cự tinh, bạch ải tinh đối chiến. Vấn đề không lớn. Một phen tu luyện đằng sau, cảm thụ được hành tinh cấp viễn siêu vệ tinh cấp tốc độ tu luyện,
Phương Tịch không khỏi phi thường hài lòng, lại bắt đầu đăng nhập mạng lưới, chốt đơn mua sắm Gaia hệ hồng cự tinh cấp tài nguyên, đế quốc Lanikania, biên cương, ầm ầm. Trong vũ trụ, từng khỏa siêu tân tinh bộc phát, mang đến ánh sáng chói mắt. Vô tận hỏa diễm cùng năng lượng xạ tuyến đem một chi chủng tộc quân đoàn chôn vùi. Một chi này chủng tộc quân đoàn toàn thân xanh biếc, tương tự giáp trùng, lại có liêm đao đồng dạng chi trước, chính là lục liêm đao trùng, chủng tộc bên trong nhất là hạ cấp đơn vị tác chiến. Chủng tộc, đây là trong vũ trụ một chi cực kỳ đặc thù tộc đàn, do từng vị trùng quần mẫu hoàng khống chế, tại tộc đàn bên trong, thực hành nghiêm mật nhị nguyên kim tự tháp kết cấu. Một cái tộc đàn bên trong, chỉ có nữ hoàng một vị cao cao tại thượng kẻ thống trị, còn lại chủng tộc đều là nô lệ cùng chiến sĩ. Càng bởi vì những này chủng tộc mẫu hoàng có được cực kỳ cường đại tâm linh lực lượng, có thể tùy tiện tinh tế khống chế mỗi một vị chủng tộc, còn có thể nhấc lên phá vỡ một chi vũ trụ hạm đội tâm linh phong bạo, dẫn đến chủng tộc sức chiến đấu kinh người không gì sánh được, lại thêm đáng sợ sức sinh sản một mực tại vùng vũ trụ này, vực cùng đế quốc Lanikania quân dây dưa, lẫn nhau có thắng bại. Hạm trưởng, cái này mấy khỏa siêu tân tinh tạc đạn đủ kinh a. Không biết bao xa khoảng cách bên ngoài, một chi vũ trụ hạm đội bên trong kênh nói chuyện, truyền đến các loại tiếng hoan hô. Không ngừng cố gắng, nghiền chết những cái kia buồn nôn chủng tộc. Làm xong vụ này, bọn ta liền có thể về nhà mở công ty. Một đám âm thanh ủng hộ bên trong, đột ngột có một đạo không có chút nào tình cảm tiếng máy móc vang lên. Cảnh báo, cảnh báo. Phát hiện cao nguy cấp tâm linh tràng ba động. Cao nguy tâm linh tràng. Không tốt, là trùng quần mẫu hoàng. Chi này chiến hạm quan chỉ huy thần sắc đại biến. Tàu chiến phía trên tâm linh phòng ngự cơ chế toàn bộ triển khai, không cần quan tâm đến nguồn năng lượng, nhanh. Chỉ một thoáng, một tầng sáng màu tím vòng phòng hộ hiển hiện, lặng yên bao phủ cả chi hạm đội. Mà tại hạm đội cách đó không xa trong vũ trụ, hư không một trận vặn vẹo, hiện ra một viên tinh cầu. Nhìn kỹ đi lên, mới phát hiện đây không phải là tinh cầu, mà là cùng loại hình tròn tổ ong một dạng tồn tại. Thần binh nghĩ, lượng tử phong, xích hổ trùng. Đủ loại trùng tộc tại cái này dạng tổ ong kết cấu trong tinh cầu bò vào leo ra. Mà tại tinh cầu chỗ sâu, thình lình có một tôn khó mà miêu tả, nhưng bất luận, từ từng cái trùng tộc quan niệm thẩm mỹ đều cực kỳ mỹ lệ giống cái sinh vật, mở ra hai con mắt màu tím, một loại khó nói nên lời mị lực bốn phía. Hô hô, một cơn bão đảo qua hạm đội, lại tại trong vũ trụ không có chút nào dấu hiệu. Tâm linh phong bạo, hạm đội một chút yên lặng, tất cả đế quốc Lanikania binh sĩ cùng sĩ quan cấp úy giống như ngủ say đồng dạng. Đổ vào riêng phần mình chỗ làm phía trên. A, ta không thể chết. Một đạo lưu quang màu bạc hiển hiện, trực tiếp thoát ly hạm đội, hướng phía sau nhanh chóng rút lui. Đây là bản chi hạm đội hạm trưởng một vị trung tử tinh cấp tiên nhân. Tốc độ của hắn nhanh chóng, lấy tốc độ ánh sáng thoát ly chiến trường, không đến bao lâu liền trở lại đế quốc Lanikania Bắc Cương thứ nhất công sự, tinh môn đại bản doanh vị trí. Ở chỗ này, không chỉ có hắc động tiên cấp bậc đế quốc nguyên soái trấn thủ, càng nắm chắc hơn chi không hết công nghệ cao vũ khí cùng lít nha lít nhít đại quân. Thông qua tinh môn, tòa này thời gian chiến tranh đại bản doanh càng là, có thể tùy thời thu hoạch được đế quốc viện trợ. Tại trong đại bản doanh, xây dựng lít nha lít nhít vĩnh cửu hình công sự. Có thể nói loại chuẩn bị này phía dưới, mặc dù hắc động tiên cấp bậc chủng tộc mẫu hoàng, cũng đừng hòng. Vị này trung tử tinh cấp tiên nhân chính mang theo sống sót sau tai nạn may mắn, bỗng nhiên sắc mặt liền thay đổi. Tại phía sau hắn, phảng phất có hai cái siêu đám thiên hà va chạm nhau đồng dạng, phóng xuất ra năng lượng kinh khủng sóng xung kích. Sóng xung kích này phạm vi chính là cấp bậc vũ trụ, trực tiếp nhấc lên mấy năm ánh sáng cao vòng xoáy, triều tịch đồng dạng hướng về Bắc Cương đại bản doanh cuốn tới. Lịch đế quốc hỏa diệu kỷ nguyên, 88.932 năm. Phương Bắc cứ điểm, đình trệ. Phương Tịch đắm chìm tại trong tinh hạch tu luyện, cơ hồ quên đi ngoại giới thời gian trôi qua. Cũng không biết đi qua mấy năm, mấy chục năm. Hay là mấy trăm năm, một cỗ chấn động từ trên không trung truyền lại mà đến, đem hắn bừng tỉnh. Đây là, Phương Tịch trong mắt lóe lên một tia mê võng, tiếp theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sư, hỏa vũ tinh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ đi vào trong đan điền của hắn tâm, chậm rãi chuyển động. Mượn nhờ viên này hành tinh chi lực, hắn bây giờ mỗi một quyền mỗi một trưởng, đều mang thường nhân khó có thể tưởng tượng lực lượng, lại càng không cần phải nói đối với vũ trụ năng lượng tối hấp thu hiệu suất. Đây chính là hành tinh cấp A. Quả nhiên là toàn phương vị cường đại. Phương Tịch run lên ống tay áo, liền gặp được Văng Ghe đang đứng ở trong hư không, theo ngực thi lễ một cái, ca gia điện hạ, phi thường thật có lỗi, nếu như không phải ra khẩn cấp sự cố, ta cũng sẽ không tỉnh lại ngài. Văng Ghe nhìn qua lúc này Phương Tịch, trong lòng hiện lên một tia ý niệm kỳ quái. Mặc dù đi chỉ là lớn nhất chúng tấn thăng lộ tuyến, nhưng không biết vì cái gì, vị này ca gia hoàng tử điện hạ đứng ở trước mặt hắn thời điểm, đơn giản làm hắn trong lòng đều đang run rẩy. Rõ ràng ta mới là hồng cự tinh cấp tiên nhân,
Vì sao vậy mà cảm giác được từng tia áp bách? Văng Ghe trong lòng hết sức không hiểu. Hắn cũng không hiểu biết, phương tịch tấn thăng hành tinh cấp đằng sau, tiến bộ nhanh nhất không phải thực lực, mà là pháp tắc cảm ngộ. Bây giờ lấy tự thân hành tinh chi lực, đã có thể khiêu động tuyệt đại bộ phận pháp tắc, tương lai tấn thăng hồng cự tinh cấp 10 phần chắc chín. Cao như thế nồng độ khái niệm chi lực hội tụ, tự nhiên làm cho Văng Ghe có chút tim đập nhanh. Trên thực tế thật đánh nhau cũng là như thế, mặc dù nhà mình cơ số rất thấp, nhưng phía sau nhân với pháp tắc bội số quá cao. Phương Tịch đoán chừng, bây giờ cái này Văng Ghe đã không phải là đối thủ của mình. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, có thể để ngươi quấy rầy ta bế quan? Hắn mang theo một tia không vui, hỏi. Văng Ghe lập tức đã cảm thấy trong lòng nghiêm nghị, liền vội vàng khom người trả lời, phương Bắc quân doanh bị diệt, đế quốc đại bại. Đang tiến hành một vòng mới trưng binh. Bắc Cương, vậy mà đại bại a? Phương Tịch thì thào một tiếng, tiếp theo nói, cái này cùng ta lại có quan hệ thế nào? Một vạn năm kỳ hạn, nên còn chưa tới a. Chương 1078, kỳ quan. Trong phi thuyền, Phương Tịch nằm tại mềm mại trên ghế salon, trong tay chập chờn một cái ly uống rượu. Hư không phía trước trong màn hình, đang có một tên mọc ra song diện bốn tay người chủ trì, tại giới thiệu đế quốc tại Bắc Cương thảm bại. Thông qua lượng tử đưa tin, từng màn thời gian thực thông báo hiện lên ở đế quốc mỗi một vị người xem trước mắt. Trong vũ trụ vô tận phi thuyền hài cốt, đáng sợ năng lượng loạn lưu. Còn có từng vị binh lính đế quốc thi thể. Bắc Cương thất bại, bên ta tổn thất đế quốc vĩ đại nguyên soái Asafans các hạ. Không chỉ có như vậy, đáng giận chủng tộc còn mượn nhờ tinh môn, tập kích đế quốc tinh gan, chiến hỏa một lần thiêu đốt đến La Diệp tinh hệ. La Diệp tinh hệ không chỉ có thực lực cường đại, càng cùng đế vương tinh chỉ cách xa nhau một vùng tinh hệ mà đã xong. Tổn thất. Vậy mà như thế thảm trọng. Nhìn qua người chủ trì thông báo một loạt nhân viên, vật tư tổn thất, Phương Tịch cũng không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Đương nhiên, hắn càng thêm sợ hãi thán phục vị hoàng đế bệ hạ kia vậy mà, không có tiến hành tin tức quản chế, mặc cho tin tức này truyền ra. Có lẽ là bởi vì chủng tộc đã đánh vào nội địa, rốt cuộc khó mà che giấu duyên cớ. Phương Tịch trong lòng suy đoán ra một cái lý do. Lần này, nghe nói hoàng đế bệ hạ giận dữ. Văng Ghe nói, đế quốc cần lính mới bổ sung, bởi vậy điện hạ hơi có một tia phong hiểm. Dù sao ta thấp cổ bé họng nha. Phương Tịch nhịn không được cười lên, đã đoán được nguyên nhân. Làm trong suốt nhỏ, có thể tránh né đại lượng tranh đấu vòng xoáy thật là tốt. Nhưng khuyết điểm chính là thời đại thủy triều giáng lâm thời khắc, căn bản tránh cũng không thể tránh. Điện hạ chuẩn bị như thế nào làm? Nếu muốn kinh doanh quan hệ, miễn trừ lần này chiêu mộ, bây giờ liền muốn bắt đầu chuẩn bị. Văng Ghe hỏi thăm. Chờ một chút đi. Phương Tịch tự có tính toán. Dù sao hắn đã ở chỗ này dốc lòng tu luyện nhiều năm, rất nhanh liền có thể đột phá hồng cự tinh cấp, một khi tấn thăng hồng cự tinh cấp. Tại hơn một vạn hoàng tử hoàng nữ bên trong, thực lực cũng coi như trung đẳng. Trên thực lực đi quyền lực cùng địa vị liền có thể tăng lên rất nhiều. Có thể nói một thành liền hồng cự tinh cấp tiên nhân, đãi ngộ hoàn toàn khác biệt. Chính là có được lá bài tẩy này, bởi vậy lúc này mới có thể lã vọng buông cần. Bất quá! Đế quốc nguyên soái Asafans tựa hồ là một vị hắc động tiên A. Vậy mà cũng bị lưu tại tiền tuyến rồi. Phương Tịch hơi kinh ngạc, đồng thời cũng đối có thể đánh giết hắc động tiên cường giả hoặc là vũ khí rất có hứng thú. Văng Ghe cười khổ một tiếng, làm hoàng tử cận vệ thống lĩnh, ta ngược lại thật ra cùng ngành tình báo có chút liên hệ, biết được càng nhiều nội tình. Asafans các hạ cái chết, đích thật là ai cũng không nghĩ tới sự kiện lớn, nghe nói tử vong của hắn, khiến cho hoàng đế bệ hạ rất là phẫn nộ, hạ lệnh tra rõ gian tế. Nội gian, Phương Tịch đối với cái này ngược lại là không có quá mức ngoài ý muốn, nguyên soái các hạ chết bởi bị bán đứng. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy cũng là không tính là gì. Dù sao chủng tộc nữ hoàng tâm linh năng lực khống chế quá mạnh. Ra mấy cái nội gian là chuyện khó tránh khỏi. Văng Ghe cười khổ nói. Mấu chốt là. Viện khoa học hoàng gia trí cao cơ mật bị tiết lộ. Chúng ta ngay tại khai thác vũ trụ kỳ quan vũ khí. Lại bị chủng tộc dẫn đầu thi triển đi ra. Vũ trụ kỳ quan vũ khí. Phương Tịch hơi kinh ngạc. Đúng vậy a, trong vũ trụ mênh mông vô ngần. Một chút nguy hiểm dù là hắc động tiên đều sẽ thụ thương thậm chí vẫn lạc. Viện khoa học hoàng gia vẫn luôn có phương diện này đầu đề. Xưng là vũ trụ kỳ quan vũ khí, thẳng đến gần nhất mới có tính tiến triển đột phá, có thể dẫn đạo hai đại tinh hệ đoàn ở giữa va chạm dòng năng lượng, hình thành kinh khủng vũ trụ triều tịch. Văng Ghe lắc đầu, chỉ tiếc, còn không có dùng đến chủng tộc, tinh thú trên thân, liền bị dùng đến người một nhà trên thân. Nhìn như vậy đứng lên, nội gia này địa vị rất cao a. Phương Tịch hơi có chút sợ hãi thán phục, nhưng cũng liền như vậy. Loại này vũ trụ kỳ quan vũ khí, cần dẫn đạo vũ trụ kỳ quan chi lực. Đối với hoàn cảnh các loại điều kiện yêu cầu phi thường hà khắc, cũng không phù hợp nhu cầu của hắn. Có thể nói, lần này vị kia đế quốc nguyên soái cũng là hoàn toàn không có phòng bị, lúc này mới bị hố.
sỉ nhục. Phương Bắc đại bại, tuyệt đối là đế quốc sỉ nhục. Nhất định phải lập tức giết trở về. Quét sạch chủng tộc. Đế vương tinh. Hoa Lệ Lộ Thiên trong đấu thú trường. Một tên trên đầu mọc ra hắc giác ô hầu tộc nhân đang đứng ở trên đài, khàn cả giọng hò hét. Dưới đài người xem nhao nhao phụ họa, trong con ngươi đều mang khát máu hào quang. Sato điện hạ. Đấu thú trường trong rạp, từng vị đại nhân vật tất cả đều hành lễ. Bọn hắn có là đế vương tinh bên trên công ty lớn đồng sự, có là vũ trụ nào đó lính đánh thuê tổ chức, thậm chí đấu thú trường người phụ trách. Không biết vì sao, vậy mà đều bị Sato chết phục, thần phục với dưới trướng hắn. Lúc này, Sato chính mang theo mấy cái huynh đệ tỉ muội, trong tay nắm lấy chén rượu, lạnh lùng nhìn qua một màn này. Thật lâu, khóe miệng của hắn phác họa ra mỉm cười, không tệ. Dân tâm có thể dùng. Sato điện hạ thật chuẩn bị chủ động tham quân. Tuổi của ngài còn nhỏ, còn tại một vạn năm kỳ bảo hộ bên trong. Một tên tóc trắng xóa, trên mặt có lân phiến màu vàng, mặc sơn hắc yến đuôi lễ phục lão giả có chút lo lắng, trên chiến trường, dù là hồng cự tinh cấp tiên nhân, đều có vẫn lạc chi khả năng. Dù sao, trước đó hắc động tiên cấp bậc đế quốc nguyên soái đều đã chết. Ý ta đã quyết, muốn đoạt đích, nhất định phải có quân công. Sato uống xong rượu trong chén dịch trên mặt nổi lên một tia đã tính trước mỉm cười, huống chi. Ta đã nhanh tấn thăng trung tử tinh tiên. Lời vừa nói ra, người xung quanh cũng không khỏi trong lòng nghiêm nghị. Vị hoàng tử này thiên phú tu luyện, quả nhiên tại trong hoàng tộc cũng là vô số năm khó gặp, càng vượt xa hơn hắn những huynh đệ tỉ muội này. Bây giờ ta chủ động tham quân, khẳng định tại phụ hoàng nơi đó ấn tượng không tệ. Sato mỉm cười, huống chi, ngay cả xếp hạng 10,070 ta đều lên chiến trường, trước mặt những cái kia đâu. Trong lòng của hắn không hiểu liền nghĩ tới Kaza cùng mấy cái khác cự tuyệt chính mình hoàng tử hoàng nữ. Những người này coi là riêng phần mình tại tân thủ bên trong, chính mình liền không động được bọn hắn a. Thực sự quá đơn thuần. Lấy chính mình bây giờ thế lực, khi dễ mấy cái không có căn cơ hoàng tử hoàng nữ, đơn giản dễ như trở bàn tay. Đặc biệt là những cái kia vệ tinh cấp, hành tinh cấp. Sato thế nhưng là, phi thường rõ ràng chính mình vị kia phụ hoàng đến cỡ nào thiết huyết, chỉ nhận cùng cạnh tranh sinh tồn, mạnh được yếu thua. Hồng cự tinh cấp tiên nhân hoàng tử, tự nhiên có được tham dự cung đình hội nghị, thậm chí dâng thư hoàng đế bệ hạ quyền lực. Nhưng hồng cự tinh cấp trở xuống, thì là không có cái gì. Dù là biết mình cường trinh mấy vị không may hoàng tử, đều chưa hẳn sẽ có phản ứng gì. Vừa vặn, lần này liền. Bỗng nhiên, một đạo thông tin vang lên. Sato nhìn lướt qua, phát hiện là thủ hạ của mình truyền đến tin tức. Kaza hắn. Vậy mà đột phá hồng cự tinh cấp rồi. Hắn không phải đi gai ở hệ quỷ mục a? Cái này sao có thể? Sau một khắc thần sắc của hắn liền trở nên có chút dữ tợn, khí tức kinh khủng đảo qua trong tràng. Từng vị kia trong vũ trụ cao cao tại thượng đại nhân vật, lập tức nhao nhao buông xuống đầu lâu, một chữ cũng không dám nhiều lời. Lam Long cư xá, số 569 biệt thự. 726 hoàng nữ tinh Sa Phoenix đang đứng tại một tên tóc đỏ độc giác hoàng tử trước mặt, thần sắc 10 phần tôn kính. Thái độ này đơn giản không giống tại đối đãi một vị huynh trưởng, mà là cấp dưới đối mặt thượng cấp. Sato chuẩn bị tham quân. Lục hoàng tử Zoro Phoenix khuôn mặt ngay ngắn, trên thân mang theo một cỗ nồng đậm uy nghiêm, cùng vị hoàng đế bệ hạ kia giống nhau y hệt. Lúc này nghĩ, chậm rãi lắc đầu, Sato chỉ là cái tiểu uy hiếp, đế quốc chân chính họa lớn, hay là chủng tộc cùng tinh thú, cùng viện khoa học hoàng gia bên trong nội gian. Vũ trụ kỳ quan vũ khí, hao phí đế quốc đại lượng dự toán, vậy mà tại sắp thành công thời khắc bị trộm đi đại lượng tư liệu, dẫn đến nghiên cứu ngừng. Ngược lại bị chủng tộc dẫn đầu sử dụng. Tinh Sa đồng dạng cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, viện khoa học hoàng gia bên trong nội gian, tại sao phải giúp trợ chủng tộc, ngươi thật chẳng lẽ cảm thấy, đây là một cái hai cái gián điệp có thể làm được sự tình. Zoro nhìn qua Tinh Sa, không khỏi có chút thất vọng, vũ trụ kỳ quan vũ khí, liên lụy đế quốc mấy vạn cái nhà máy cung cấp cao tinh tiêm thiết bị, hơn vạn tên nghiên cứu viên, dẫn đầu càng là viện khoa học hoàng gia bên trong mấy vị viện sĩ, trong đó có phụ hoàng huynh đệ tỷ muội thậm chí là thúc thúc. Dạng này một hạng to lớn công trình, chẳng lẽ là một hai người có thể trộm cắp đi ra? Trừ phi toàn bộ bộ môn đều tập thể làm phản, nếu không tuyệt đối không thể. Zoro lắc đầu. Cái đó là... Tinh Sa không biết nghĩ đến cái gì, thân thể mềm mại đều có chút run rẩy. Phụ hoàng tại vũ trụ đại đế vị trí bên trên, đã ngồi quá lâu. Zoro bỗng nhiên thở ra một hơi dài, hắn vì đột phá hắc động tiên phía trên cảnh giới, nghiền ép các đại phái hệ. Càng đối với cương vực bên trong thực hành nghiêm khắc cao áp thống trị, sớm đã tích xúc rất nhiều bất mãn. Lần này, chỉ sợ là có ít người trong bóng tối bức thoái vị. Thậm chí, trong hoàng tộc, rất nhiều người đồng dạng không nguyện ý nhìn thấy phụ hoàng tấn thăng hắc động phía trên cảnh giới. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, Tinh Sa sắc mặt kịch biến.
Sau một hồi lâu, nàng mới cười khổ một tiếng, nếu là như vậy, chúng ta lại có thể làm sao bây giờ đâu? Đế quốc kịch biến sắp đến, loạn trong giặc ngoài. Tinh Sa, chúng ta nhất định phải chuẩn bị kỹ càng, gánh vác lên trách nhiệm của mình tới. Zoro chậm rãi đứng dậy, phủ thêm hoa lệ áo choàng, đi ra Tinh Sa pháo đài. Nhìn qua đối phương phi thuyền rời đi đuôi lửa, Tinh Sa lại là thần sắc có chút hoảng hốt, chuẩn bị sẵn sàng, gánh chịu trách nhiệm. Hẳn là phụ hoàng hắn. Nàng cười khổ một tiếng, đè xuống trong lòng rất nhiều suy đoán, trở lại pháo đài, ép buộc chính mình tiến vào trong công việc, bắt đầu xử lý rất nhiều sự vụ, muốn tại mệt nhọc bên trong quên những chuyện này. Sato lại lôi kéo được một công ty, hay là đế quốc xếp hạng trước 10, không chăm xí nghiệp, ân, đáng ra chú ý một chút. 44 hoàng tử đã được bổ nhiệm làm phó nguyên soái, đây cũng là một tin tức tốt, liền để hắn đi giáo huấn một chút Sato đi. Lynch lính đánh thuê tập đoàn tuyên bố phá sản, đáng chết, năm nay thu nhập lại phải ít hơn một chút. Tinh Sa từng phần nhìn sang, thẳng đến cuối cùng một phần, đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, cái gì? Kara hắn lại đột phá hồng cự tinh cấp bậc, vừa mới qua đi bao nhiêu năm? Mua sắm hay là gai ở hệ trang bị, chẳng lẽ như thế gặp may mắn, một lần trùng kích liền thành công rồi? Cái này cái quỷ gì vận khí? Là ai đem trọng yếu như vậy tin tức đặt ở cuối cùng? Tinh Sa lúc này sinh ra một tia lửa giận, tiếp theo nghĩ đến, người kia tựa như là chính nàng. Chương 1079, yết kiến. Mấy ngày trước đó, từng chiếc vũ trụ thuyền hàng lơ lửng tại hỏa vũ tinh chung quanh. Nguyên bản nhóm lửa hành tinh tốt nhất vật liệu là bất tử điểu, chi vũ cùng hỏa long tích trái tim, hoặc là thái dương thần tinh. Nhưng đó là thiên thần hệ cách làm, ta cái này bình dân lưu gai ơ hệ, liền dùng đại lượng hỏa nguyên thủy tinh miễn cưỡng góp đủ số. Phương Tịch thì thào một tiếng, thông qua trên cổ tay lượng tử máy truyền tin, bắt đầu thanh toán số dư. Hành tinh cấp đột phá hồng cự tinh cấp, chính là một lần to lớn đường ranh giới. Mà nhóm lửa hành tinh một bước này đột nhiên, liền chẳng lẽ chính thành 9 người. Chỉ là cải tạo hỏa vũ tinh một bước này, liền để Phương Tịch cơ hồ, tiêu hết tài khoản bên trong cuối cùng một viên phía quan phương tiền tệ. Đây là rẻ nhất phương án. Nếu như là đắt nhất, đơn giản không có cực hạn A, Phương Tịch thì thào một tiếng, đi vào tinh hạch vị trí. Tiếp theo, hỏa vũ tinh bắt đầu nhanh chóng tự quay, kinh khủng lực hút rơi vào bốn phía thuyền hàng phía trên. Cái kia từng chiếc không người điều khiển vũ trụ thuyền hàng lúc này bị hành tinh lực trường bắt, được, rơi xuống nhập tầng khí quyển, trở thành hỏa vũ tinh chất lượng một bộ phận. Ân, những thuyền hàng này, kỳ thật đều tại nhà giao dịch phẩm phạm chủ bên trong. Lúc này, nương theo lấy từng chiếc thuyền hàng bạo tạc, đại lượng thùng đựng hàng tản ra, từng mai xích hồng tinh thạch liền giải tại hành tinh mặt ngoài. Dựa theo gai ơ hệ người tu luyện kinh nghiệm mà nói, loại này đột phá phương pháp cực kỳ gian nan, rất dễ dàng thất bại. Chỉ có một phần vạn khả năng thành tựu hồng cự tinh cấp tiên nhân, còn có một phần ngàn khả năng hóa thành bạch ải tinh, đây chính là tấn thăng đằng sau cũng không nắm chặt, dẫn đến suy biến quá nhiều nguyên nhân. Nhưng đối với hắn mà nói, đây hết thảy đều không có cái gì khác nhau. Phương Tịch ngồi xếp bằng, một viên hỏa diễm đạo trùng lặng yên hiển hiện, giống như một đốm lửa tiến vào chảo dầu. Trong một chớp mắt, cả viên tinh cầu liền lập tức bị nhóm lửa. Trong vũ trụ, một viên hành tinh bỗng nhiên bốc cháy lên, không ngừng bành trướng, thể tích bị ngàn vạn lần phóng đại. Kinh khủng ánh sáng và nhiệt độ tại Phương Tịch thể nội hội tụ. Là cái này, hồng cự tinh cấp tiên nhân a. Đích thật là lực lượng cường đại, người bình thường hoàn toàn chính xác khó mà nắm chắc, rất dễ dàng liền thất bại. Phương Tịch quanh thân từng đạo lực lượng pháp tắc bị dẫn động, thao túng hỏa vũ tinh bắt đầu chậm rãi tự quay, lấy lực hút trói buộc những này tràn lan xích hồng quang huy, đại lượng thôn vệ trong vũ trụ vật chất tối cùng năng lượng tối. Hồng cự tinh cấp tiên nhân phun ra nuốt vào số lượng cùng tốc độ tu luyện, lại vượt qua hành tinh cấp cường giả không biết bao nhiêu lần. Vừa mới đột phá sao khổng lồ đỏ thời điểm, mới là cần có nhất chú ý thời điểm. Rất nhiều đi gai ở hệ hành tinh cấp cường giả, chính là một bước này vui quá hóa buồn, trường hấp dẫn không cách nào khống chế vừa mới đản sinh sao khổng lồ đỏ chi lực, sau đó cấp tốc suy biến, hóa thành sao lùn trắng, tuổi thọ tổn hao nhiều. Bất quá đối với Phương Tịch mà nói, cái này tự nhiên không phải việc khó gì. Xích hồng hàng tinh to lớn xoay chậm chậm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, tại nguyên chỗ chỉ để lại Phương Tịch thân ảnh. Hồng cự tinh cấp. Vậy kế tiếp, chính là trung tử tinh cấp đi. Trung tử tinh cấp tấn thăng, cần áp lực cường đại, đủ để đập vụn nguyên tử vách ngoài cùng hạt nhân nguyên tử áp lực. Rất nhiều cường giả đột phá, đều là đi mượn nhờ vũ trụ kỳ quan, tại kinh khủng ngoại giới trong áp bách đột phá, vạn nhất không có vượt qua đến liền chết rồi. Như lĩnh ngộ áp lực pháp tắc, lại là có thể dẫn đạo tự thân sao khổng lồ đỏ chậm rãi thuế biến. Cứ như vậy, không chỉ có đột phá xác suất thành công cao hơn, còn càng thêm an toàn. Phương Tịch mỉm cười. Vùng vũ trụ này con đường tu luyện, kỳ thật chính là bắt chước thiên thể một loạt diễn biến.
như điều kiện phù hợp, đột phá đứng lên tốc độ đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hồng cự tinh cấp tại chân tiên giới, chí ít cũng là một phương chân tiên đi. Phương Tịch xuất ra lượng tử máy truyền tin, cho Văng Ghe phát đi tin tức. Màn huỳnh quang màn lóe lên, hiện ra Văng Ghe thân ảnh. Điện hạ, ta ngay tại Đế Vương Tinh, phụ trách lần này mua sắm. Còn có, Sato điện hạ hoàn toàn chính xác cố ý, điều động mấy vị hoàng tử hoàng nữ tham quân, điện hạ phải tất yếu coi chừng. Không cần lo lắng những này, bởi vì ta đã là hồng cự tinh cấp. Phương Tịch cười cười, tương quan chứng nhận ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy. Làm hoàng thất hồng cự tinh cấp tồn tại, ta nhớ được có không ít quyền lực. Cái gì? Hồng cự tinh cấp. Văng Ghe thần sắc có chút hoảng hốt. Trước đó mặc dù điện hạ mệnh hắn bắt đầu sưu tập đột phá tài nguyên, hắn còn tưởng rằng điện hạ là tại vì về sau làm chuẩn bị. Không nghĩ tới đối phương đã vậy còn ra quá mãng, trực tiếp liền lên. Thậm chí, còn một lần thành công. Phải nói, thật không hổ là Phoenix huyết mạch A. Lúc này bị Phương Tịch nhắc nhở, mới phản ứng được là... Đúng thế. Dựa theo lẽ thường, hoàng tử tấn thăng hồng cự tinh cấp là một việc đại sự, nên do Văn Chương Viện tiến hành xác nhận, sau đó sẽ đưa đến hoàng đế bệ hạ trước án. Văn Chương Viện tại đế quốc các đại trong bộ môn thanh danh không hiện, kỳ thật tương đối quan trọng, còn có xác nhận thành viên hoàng thất cùng thực lực trách nhiệm. Phương Tịch gật gật đầu, cúp máy thông tin, tiện tay đã gọi đi. Một trận bóng dáng lắc lư, trên màn hình liền hiện ra một bóng người. Đó là một vị mọc ra một đôi tay thỏ nữ tính, mặc dù tướng mạo đáng yêu, nhưng khí tức 10 phần cường hoành, vậy mà đến hồng cự tinh cấp bậc. Phương Tịch phát hiện đạo này thông tin khác biệt, hắn vậy mà có thể cảm giác được đối phương khí tức, thật giống như... Mặt đối mặt đồng dạng. Ngài khỏe chứ, 10.069 hoàng tử, ca gia điện hạ, xin hỏi ngài cần làm cái gì phục vụ? Vị này thỏ nữ lang đem hai tay trùng điệp, đặt ở trên bụng, cúi đầu thi lễ một cái, khách khí hỏi. Thực lực chứng nhận. Phương Tịch mở miệng. Xin chờ một chút. Thỏ nữ lang lúc này lại thi lễ một cái, tiếp theo bắt đầu thao tác một kiện dụng cụ. Chỉ một thoáng Phương Tịch cảm giác có cái gì ba động thông qua lượng tử máy truyền tin, mịt mờ quét qua chính mình. Rất nhanh, thỏ nữ lang liền sợ hãi than nói, thông qua chứng nhận, xác nhận ca gia điện hạ ngài đã tấn thăng hồng cự tinh cấp. Điện hạ mặc dù ngay từ đầu chỉ là vệ tinh cấp, nhưng tốc độ tiến bộ coi là thật hết sức kinh người đây này. Nàng không tự giác liền đem ca gia hoàng tử cùng Sato hoàng tử làm so sánh. Mặc dù người sau chính là công nhận thiên tài, thậm chí nghe đồn muốn tấn thăng trung tử tinh cấp, nhưng cũng liền một cái hồng cự tinh cấp mà thôi à. Dù là Sato là đi xa xỉ nhất thiên thần hệ lộ tuyến, đồng thời chạy tới đỉnh phong. Nhưng nghiêm ngặt nói đến, hai vị hoàng tử đều tại trên một cấp độ, đều là hồng cự tinh cấp bậc. Ngài hậu trường số liệu đã đổi mới. Thỏ nữ lang nói, ồ, không biết trở thành hồng cự tinh cấp tiên nhân hoàng tử, có cái gì phúc lợi đãi ngộ? Phương Tịch cái thứ nhất mở miệng, hỏi chính là chỗ tốt. Dù sao tấn thăng hồng cự tinh cấp bậc đằng sau, trong tay tiền vốn liền tiêu đến không sai biệt lắm. Cũng không biết vị hoàng đế bệ hạ kia có thể hay không lại đánh tới 1.800.000.000. Làm hồng cự tinh cấp tiên nhân, ngài cấp bậc thu hoạch được tăng lên, có được trực tiếp hướng hoàng đế bệ hạ hộp thư phát tin tức quyền lực. Trừ cái đó ra, ngài quyền hạn đã đổi mới. Thỏ nữ lang từng cái liệt kê. Tổng thể mà nói, lần này không đưa tiền. Phương Tịch đóng lại máy truyền tin, sờ lên cái cằm. Hắn dĩ nhiên không phải nghĩ đến chính mình kiếp trước di sản, mà là nghĩ đến lần này quyền hạn đổi mới đằng sau, có khả năng lấy được chỗ tốt. Mặc dù không có tiền, nhưng thông qua tăng lên quyền hạn, cũng coi như có chút ít thực lực. Hơi vận hành một phen, thu hoạch được một phần ổn định lại phong phú ích lợi, vấn đề không lớn. Dù sao cũng là một vị hoàng tử đâu. Bây giờ tính đứng lên, luôn có người đặt cược. Phương Tịch âm thầm nghĩ đến, máy truyền tin phía trên, bỗng nhiên sáng lên một vệt sáng. Văng Ghe. Hắn nhìn thoáng qua, cười nói, có chuyện gì à? Vừa mới thu đến thông tin, ca gia điện hạ, ngài cần tiến về Đế Vương Tinh, tham gia hoàng đế bệ hạ chủ trì ngự tiền hội nghị. Văng Ghe nghiêm mặt nói. Lần này sẽ triệt để định ra đối với chủng tộc tác chiến nhân tuyển, mỗi một vị hồng cự tinh cấp trở lên hoàng tử đều sẽ tham gia. Ồ, ta đây coi như là đuổi kịp a. Phương Tịch sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ cười. Đế Vương Tinh, Thanh Đồng cung điện bên trong. Phương Tịch lần nữa đến chỗ này, nhìn qua cái kia một tôn mấy trăm cây số cao bóng người, vẫn như cũ cảm nhận được nhà mình nhỏ bé. Bây giờ đế quốc hoàng đế, không chỉ có là Hắc Động Tiên, càng là Hắc Động Tiên bên trong người mạnh nhất. Trong lòng của hắn nghiêm nghị, nhìn thấy từng vị hình thù kỳ quái nguyên lão trọng thần, cảm thấy chơi với bọn hắn không đến cùng đi. Hơi lên tiếng chào, đã tìm được chính mình vòng tròn. U, ta thân yêu Sato đệ đệ, quả nhiên là đã lâu không gặp. Phương Tịch nhìn lướt qua, nhìn thấy một đám mặc lễ phục hoàng tử hoàng nữ, thẳng thành một vòng, lúc này đi tới. Sato nhìn thấy Phương Tịch, đồng dạng khẽ giật mình.
Hắn làm sao cũng tưởng tượng không đến cái kia trước đó, dám cự tuyệt chính mình vệ tinh cấp hoàng tử, bây giờ đã biến thành hồng cự tinh cấp tồn tại. Nhưng rất nhanh, trong lòng liền cười nhạo một tiếng, bất quá là gai ơ hệ phế vật. Bất quá khi phụ hoàng trước mặt, chỉ có thể gạt ra vẻ mỉm cười, ca ra. Chúc mừng ngươi tấn thăng. Phương Tịch hành tẩu tại trên đại điện, ngược lại là có chút hiểu rõ vì sao hồng cự tinh, phía dưới đều không cho phép dự thính hội nghị. Từng tôn hồng cự tinh cấp trở lên tồn tại tùy ý tản ra năng lượng ba động, phổ thông vệ tinh cấp, thậm chí hành tinh cấp cũng có thể nhận không thể nghịch chuyển tổn thương. Sato, cho tới bây giờ, ngươi cũng không nguyện ý gọi ta một tiếng hoàng huynh a. Phương Tịch thở dài, lộ ra 10 phần mất hết cả hứng bộ dáng. Phốc, Tinh Sa ở một bên, có chút muốn cười, nhưng gắt gao nhịn được, chỉ cảm thấy tâm tình không hiểu biến tốt hơn nhiều. Phương Tịch vừa mới đứng vững, liền gặp được một vị mặc áo giáp hoàng kim nữ nhân bu lại. Nàng tướng mạo so Tinh Sa càng thêm mỹ lệ, ngũ quan rõ ràng, mang theo một loại đường hoàng đại khí. Kara, rốt cục nhìn thấy ngươi, ta là Susanna, nguyên lai là 367 tỷ. Phương Tịch lễ phép đáp lại. Vị này 367 hoàng nữ thật không đơn giản, không chỉ có lung lạc một nhóm lớn thế lực, bản thân cũng là một vị trung tử tiên, chính là đời tiếp theo hoàng vị hữu lực người cạnh tranh. Vì sao nói rốt cục nhìn thấy ta? Phương Tịch hơi kinh ngạc. Susanna đầu lông mày khẽ cong, mang theo một tia vũ mị, ta cho lúc trước ngươi phát qua thiệp mời. Nha! Nguyên lai là cái này. Phương Tịch áy náy cười một tiếng, trước đó một lòng tu luyện, không có chú ý, hắn không có tiếp tục nói hết, bởi vì nương theo lấy một cỗ cảm giác áp bách không ngừng tăng cường, tất cả mọi người không khỏi đem ánh mắt chuyển rời đến vị hoàng đế bệ hạ kia trên thân. Chương 1080, nguy cơ giấu giếm. Hôm nay triệu kiến các ngươi, chủ yếu là vì hai chuyện. Mấy trăm cây số cao cự nhân ngồi ngay ngắn trên vương tọa, tựa như tuyên cổ trường tồn thần chỉ, không, hắn khí tức đơn giản so thần linh càng thêm mênh mông, cường đại. Thanh âm cũng như lôi minh, tựa như phong bạo đảo qua đám người. Chuyện thứ nhất, xác định phản công chủ soái nhân tuyển. Chuyện thứ hai, trước tạm dừng Viện Khoa học Hoàng gia Viện trưởng chức vụ. Phương Tịch trong lòng hơi động. Viện Khoa học Hoàng gia Viện trưởng, tựa hồ cũng là một vị hắc động tiên. Hắn thờ ơ lạnh nhạt, nhìn thấy từng vị đại thần ra khỏi hàng nói chuyện, lấy này một đám tiên nhân tư duy tốc độ, hội nghị tiến triển cực nhanh. Thậm chí, Susanna còn lặng yên thông qua âm thầm thông tin lôi kéo hắn. Kara, ta biết ngươi một lòng nghiên cứu, ngay cả đột phá đều là tuyển dụng cấp thấp nhất gai ơ hệ. Bây giờ vừa vặn có cái cơ hội, phụ hoàng muốn thanh tẩy Viện Khoa học Hoàng gia, đề bạt người mới. Ta đồng dạng là đi nghiên cứu lộ tuyến, lần này đã xác định sẽ tiến vào Viện Khoa học Hoàng gia bên trong, đồng thời đảm nhiệm nhất định chức vụ. Ta hy vọng ngươi có thể trở thành trợ thủ của ta. Phương Tịch nhìn một cái, chỉ thấy Susanna thành ý tràn đầy nhìn qua đi qua. Đối với đế quốc Lanikania nhà khoa học mà nói, dù là không thể tiến vào Viện Khoa học Hoàng gia, có thể trở thành nào đó một vị viện sĩ trợ thủ, ngẫu nhiên sử dụng một chút đế quốc nhất là, mũi nhọn thiết bị cùng phòng thí nghiệm hoàn cảnh, cũng tương đối khá. Hắn suy nghĩ một phen, ánh mắt trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, lại gặp được một vị vĩ ngạn hoàng tử thân hình. Vị này hoàng tử mặc màu tử kim song bài dài trục lễ phục. Khuôn mặt anh tuấn, quanh thân mang theo một loại mơ hồ áp lực, đồng dạng là một vị trung tử tiên. 44 hoàng tử Wern. Phương Tịch trong lòng nhanh chóng đem nó cùng cái nào đó ấn tượng kết hợp, tiếp theo rất là nghiêm nghị đứng lên. Trên thân người này, vậy mà cũng có một tia luân hồi khí tức. Hoàng tộc này nước, coi là thật có chút sâu a. Vừa nghĩ đến đây, nguyên bản còn có chút động tâm Phương Tịch, lúc này hay là quyết định dựa theo nguyên bản định, rời xa thị phi. Trực tiếp từ chối nhã nhặn mời chào, thật có lỗi. 367 tỷ, ta chỉ hy vọng có thể thu được an bình hoàn cảnh. Nghe được câu này, Susanna không khỏi nhíu mày, nàng trước đó phân tích qua, cảm thấy lần này mời chào hy vọng rất lớn, dù sao cùng mục đích của đối phương tương hợp. Nhưng không biết tại sao, lại còn là thất bại. Phương Tịch tựa như thần du vật ngoại, trong lòng thì là nhanh chóng suy nghĩ. 44 hoàng tử World Phoenix, trung tử tinh tiên, đồng dạng là cạnh tranh vũ trụ đại đế hữu lực nhân tuyển. Trên người hắn, tại sao có thể có một tia luân hồi khí tức? Không, nói là luân hồi, lại có chút yếu ớt, cùng đoạt xá tính chất đồng dạng có chút tương tự. Đó chính là, đoạt xá thai nhi. Chẳng lẽ Phoenix bộ tộc hài nhi hoàng gia thí luyện đều xuất hiện sơ hở, bị người ta tóm lấy chỗ trống, sắp xếp gian tế. Một phương này đại thiên, thế giới đối với luân hồi tựa hồ cũng không có bao nhiêu khái niệm, dù sao tại pháp ắt cảm ngộ phía trên thiếu khuyết thiên phú. Bởi vậy Wolf dị dạng, có lẽ ngay cả hắc động tiên đều không phát hiện được. Làm sao gặp được Phương Tịch? Hắn có thể tính là đi luân hồi pháp tắc hắc động tiên, tự nhiên phát giác được Wolf trên người một chút không thích hợp, vũ trụ kỳ quan vũ khí bị trùng tộc lợi dụng, cùng người này phải chăng có quan hệ? Nội tình của hắn đến tột cùng là cái gì? Nhân tộc nội bộ quân phản kháng.
8 đại vũ trụ hải tặc hoàng giả dưới trướng, chủng tộc, hay là tinh thú. Cái này đế vương tinh nhìn, cũng không quá an toàn. Ngay tại Phương Tịch suy tư thời điểm, vị hoàng đế bệ hạ kia làm sao cùng tổng kết, cứ như vậy an bài đi. Các ngươi tất cả đi xuống, đừng lại khiến ta thất vọng. Trong lời nói, tựa hồ mang theo một loại nào đó khác cảnh cáo. Phương Tịch theo đại lưu hành lễ một cái, đi ra Thanh Đồng cung điện. Chỉ thấy từng vị đại thần tiến vào phi thuyền, kéo lê khác biệt đuôi lửa rời đi. Hắn nhớ lại lúc trước hội nghị kết quả, cảm giác vẫn rất có ý tứ. Lần này ngự tiền hội nghị tiến hành rất nhanh, liên quan tới phản công chủ soái nhân tuyển cũng định xuống tới, do một vị hắc động tiên đảm nhiệm, lục hoàng tử do râu đảm nhiệm phó soái. Cái kia Sa Tâu cũng xen lẫn trong đó, mưu cái tiên phong chức vị, một chút xui xẻo hoàng tử hoàng nữ thậm chí bị trực tiếp điều động nhập quân, nhưng trong đó cũng không có Phương Tịch. Kiện thứ hai tạm dừng viện khoa học hoàng gia viện trưởng chức vụ đề tài thảo luận, cũng tiến triển được 10 phần thuận lợi, Susanna cùng Wolf bị điều nhập viện khoa học bên trong, chủ trì đằng sau điều tra. Phương Tịch phẳng phất ngửi được một tia gió thổi báo dông bão sắp đến hương vị. Nguyên bản còn muốn triển lộ một chút phát minh, tiến vào viện khoa học hoàng gia bên trong. Nhưng hiện tại xem ra, có Wolf ở nơi đó, đơn giản biến thành nơi thị phi. Hoàng đế bệ hạ muốn dùng hoàng tử hoàng nữ điều tra thậm chí đoạt quyền, nhưng không có nghĩ đến một vị hoàng tử đã biến thành tâm phúc khó lường người. Nếu như đây là ngay từ đầu kế hoạch, cái kia bố cục hoàn toàn chính xác tương đương chu đáo chặt chẽ lại lâu dài. Trong lòng của hắn nghiêm nghị, ngồi lên phi thuyền của mình. Điện hạ, văng ghe khom người, thần thái tựa hồ so trước đó càng thêm cung kính. Dù sao bây giờ Phương Tịch đã là một vị hồng cự tinh cấp tiên nhân rồi. Phân chia mạnh yếu, ở nơi nào đều như thế. Phương Tịch nằm tại trên ghế salon, mở miệng nói, ta chuẩn bị tiến về cự giải tinh hệ, ở nơi đó tu luyện. Cự giải tinh hệ bên trong, có một viên chứ danh sao Neutron, bị đế quốc cải tạo một phen, biến thành 10 phần thích hợp hồng cự tinh cấp tiên nhân tu luyện đột phá hoàn cảnh. Không sai. Hồng cự tinh cấp tiên nhân muốn tu luyện đột phá, tốt nhất chính là trực tiếp tại trên sao Neutron tu luyện. Đương nhiên, loại tu luyện này cũng dị thường nguy hiểm, dù là đối với hồng cự tinh cấp tiên nhân đều là như vậy, bởi thế là lấy khoảng cách phân chia. Tìm tới thích hợp nhất chính mình khoảng cách, sau đó không ngừng xâm nhập. Ngay từ đầu ở sao Neutron mặt ngoài tu luyện, cuối cùng khả năng cần sao Neutron hạch tâm cao áp hoàn cảnh. Đối với Phương Tịch mà nói, chỉ cần lĩnh hội áp lực pháp tắc, liền có thể yên lặng dẫn đạo tự thân thuế biến. Nhưng hôm nay hội nghị làm hắn trong lòng lập tức sinh ra một tia cảm giác cấp bách, cảm thấy hẳn là mau chóng tăng cường lực lượng, cự giải tinh hệ. Văng ghe kinh ngạc không gì sánh được, điện hạ. Gai ở hệ đột phá trung tử tinh cấp tiên nhân xác suất, ngay cả 1/100.000 cũng chưa tới a. Đây cũng là lựa chọn đê phối lộ tuyến tai hại, càng lên cao đột phá hy vọng càng xa vời. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, căn cơ không có bên đánh lao, tự nhiên là loại kết cục này. Văng ghe kỳ thật cùng hoàng tử khác hoàng nữ một dạng. Còn tưởng rằng Phương Tịch đi là nghiên cứu khoa học lộ tuyến. Nhanh chóng hướng về đánh tới hồng cự tinh cấp bậc đằng sau, liền sẽ lập tức chuyển tới nghiên cứu khoa học, tiến vào trong phòng thí nghiệm, làm ra nhất định thành quả. Sau đó thu hoạch được hoàng đế bệ hạ ưu ái, bị tuyển bạt tiến vào viện khoa học hoàng gia. Thu hoạch được phương diện này khổng lồ đầu tư, mới có thể tại tương lai tấn thăng trung tử tinh tiên. Ta biết, ngươi đi chuẩn bị đi. Phương Tịch khoát khoát tay. Hắn chuẩn bị mượn dùng ngoại lực hai bút cùng vẽ, mau chóng đột phá trung tử tinh tiên. Chỉ cần hắn qua bên kia, đột phá xác suất là 100%. Nhưng loại chuyện này, ngoại nhân căn bản là không có cách lý giải. Bất quá không quan hệ, đến lúc đó biểu lộ nắm giữ áp lực khái niệm, liền có thể giải thích sự nghi ngờ này. Trừ cái đó ra, tại cự giải sao nơi chôn tu luyện, cần đảm bảo, còn có đại lượng tiền tài. Văng ghe lại bắt đầu tính toán. Đế quốc đương nhiên sẽ không làm đại thiện nhân, mở ra sao nơi chôn. Mặc cho hồng cự tinh cấp tiên nhân đến đây tu luyện, nếu không chẳng phải là tám đại hải tặc hoàng giả cùng quân phản kháng bồi dưỡng nhân tài, khẳng định sẽ có tư cách chứng nhận. Bất quá làm hoàng tử, Phương Tịch đương nhiên sẽ không ở phương diện này bị kẹt cổ, khẳng định có thể thông qua. Trừ cái đó ra, thì là thuê chỗ tu luyện phí dụng. Dù sao khẳng định sau đột phá sao khổng lồ đỏ tài nguyên phải cao hơn nhiều. Tài nguyên tu luyện trước không cần mua sắm, chủ yếu chính là thuê sân bãi phí tổn. Ta chuẩn bị lấy hoàng tử danh nghĩa, hướng hoàng gia ngân hàng vay. Phương Tịch cười cười, đây là hắn tại tấn thăng hồng cự tinh, cấp tiên nhân đằng sau lấy được một hạng quyền hạn. Lấy bản thân uy tín là đảm bảo, hướng hoàng gia ngân hàng vay. Đối với Phương Tịch mà nói, loại này vượt mức quy định tiêu phí ngược lại là coi như không tệ, tiết kiệm đại lượng thời gian. Cái này, hoàng gia ngân hàng mặc dù có lãi tức thấp vay, nhưng một khi trả không lên. Văng ghe muốn nói, dù là hoàng tử đều không thể thiếu hoàng gia ngân hàng nợ nần. Dù sao trong này có hoàng đế bệ hạ thậm chí không, biết bao nhiêu hoàng thất lão tổ tông cổ phần. Hắc Nguyên Đại Lục.
Đế quốc Lanikania cương vực bao la không gì sánh được, ngoại bộ có chủng tộc cùng tinh thú hai đại địch nhân. Tại nội bộ, đồng dạng có vũ trụ hải bát hoàng cùng vô số hải tặc vũ trụ. Hắc Nguyên đại lục chính là đám hải tặc lớn nhất thủ tiêu tăng vật địa phương. Chỗ này đại lục đường kính chừng mấy năm ánh sáng, trên đó gánh chịu khoa học kỹ thuật cùng đế vương tinh đều có thể bằng được. Trừ cái đó ra, càng là đã dung nạp không biết bao nhiêu đột phá vật cấm kỵ. Sa đọa, huyết tinh, vô tự. Có thể nói vũ trụ văn minh hết thảy mặt âm u, đều có thể tại trên phiến đại lục này tìm tới. Ầm ầm. Một chiếc hổ hình phi thuyền lướt qua Hắc Nguyên đại lục, tại một chỗ giữa không trung đảo lơ lửng bên trên chậm rãi dừng lại. Cửa khoang mở ra, lực hoàng hổ do dẫn đầu đi ra, đi theo phía sau lái chính, phó nhì, tình báo đội trưởng Nisa bọn người. Hổ do. Ở trên phủ không đảo, lại còn có bốn đạo cùng hắn tương tự khí tức, tựa như từng cái lỗ đen, gieo rắc lấy khủng bố. Siêu thú đoàn hải tặc cũng đến, rất tốt. Một đạo toàn thân đều bao phủ tại trong hắc ám, xếp bằng ở đen kịt trên vương tọa bóng người mở miệng. Hắn là ám hoàng Ni Câu, không có người biết được chủng tộc của hắn cùng lai lịch, nhưng lãnh đạo âm ảnh đoàn hải tặc, tung hoành vũ trụ hải, cực kỳ am hiểu ám sát. Trừ cái đó ra, còn có huyết thủ đoàn hải tặc huyết hoàng Bodo, chén thánh đoàn hải tặc, quang hoàng Beiterui, nữ hoàng đoàn hải tặc nữ hoàng Britney, vũ trụ hải tám đại hải tặc chi hoàng, đều là hắc động tiên cấp bậc. Vũ trụ hải bát hoàng, vậy mà đến 5 vị, thật sự là cảnh tượng hoành tráng a. Hổ do ngồi xếp bằng, đứng phía sau nhà mình thủ hạ, bỗng nhiên cười một tiếng, xem ra, trong vũ trụ sắp long trời lở đất a. Vì cái gì không có nhìn thấy cái khác ba nhà? Hổ do, người đây không phải biết rõ còn cố hỏi a. Ni Câu cười nhạo một tiếng, phượng hoàng đoàn hải tặc là đời trước cạnh tranh thất bại Phoenix tộc duệ đang chủ trì. Mặt khác hai đại đoàn hải tặc, cũng cùng tình báo đế quốc bộ môn có không minh bạch quan hệ. Ba nhà kia đoàn hải tặc từ trình độ nào đó mà nói, đều là đế quốc Lanikania người. Xem ra, lần này mục tiêu đã định, cướp bóc đế vương tinh a. Hổ do lộ ra một cái dữ tợn lại khát máu dáng tươi cười, ta thích. Chương 1081, kinh biến. Cự giải tinh hệ. Tại trong vũ trụ, tinh hệ này tựa như một đóa đủ mọi màu sắc đám mây, hướng bốn phía duỗi ra con cua đồng dạng chân lớn. Cái kia hai cái to lớn cái càng, chính là hai đại tinh tí, trong đó dọc theo không biết bao nhiêu hành tinh hàng tinh. Tại tinh hệ hạch tâm, một viên đen kịt tinh cầu phía trên. Nơi đây áp lực đã đến cực kỳ kinh người tình trạng, khả năng hành tinh cấp cường giả đến đều sẽ tử vong. Một tòa máy móc vệ tinh pháo đài bao quanh viên này đen kịt tinh cầu, từng tòa động cơ đang toàn lực vận chuyển, mới không có bị sao nơ chôn kinh khủng lực hút bắt được. Một tầng quỷ dị lực trường triển khai, khiến cho pháo đài trong cứ điểm áp lực cùng lực hút chợt giảm, cuối cùng đến phổ thông hành tinh cấp tiên nhân cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận tình trạng. Cự giải cứ điểm. Không hổ là đế quốc tốn hao trọng kim, do Viện Khoa học Hoàng gia chế tạo giữa các hành tinh cứ điểm, vậy mà có thể đối kháng sao nơi chôn lực hút. Ong ong. Phi thuyền dừng ở cứ điểm trên bãi đáp máy bay, Phương Tịch từ cửa khoang bên trong đi ra. Hoan nghênh ca gia điện hạ. Tại sân bay bên cạnh, một tên mặc áo sơ mi trắng, áo gi lê đen, đỉnh lấy một viên con nai đầu người xoay người hành lễ. Ta là bản địa chủ quản Ava, tận tụy vì ngài phục vụ. Ta cần phải mượn sao nơi chôn tu luyện. Trước đó đã liên lạc qua. Lập tức an bài phòng bế quan. Phương Tịch khoát khoát tay. Cái này đương nhiên. Ava cười đến 10 phần hiền lành. Ta đến là điện hạ giới thiệu. Chúng ta tòa pháo đài này nhận lực trường bảo hộ, áp lực cũng không tính cường đại. Mà ở phía dưới sao nơi chôn bên trong, nghèo đế quốc chi lực, hết thảy xây dựng S, A, B3 loại hình phòng tu luyện. Cấp B phòng tu luyện mỗi ngày hao phí 1 triệu. Ở vào sao nơi chôn mặt đất, cường độ xem như thấp nhất cái kia hàng 1. Làm mới vừa tới này tu luyện hồng cự tinh cấp tiên nhân. Ta tương đối đề cử cái này một cái. Sau đó là cấp A, ở vào sao nơi chôn nội bộ, mỗi ngày cần 3 triệu. Sau cùng cấp S, ở vào sao nơi chôn tinh hạch vị trí, chỉ có một gian, làm đột phá thời điểm sử dụng, phí tổn là 10 triệu một ngày. Cấp S phòng tu luyện, bây giờ còn trống không A? Phương Tịch không khỏi hỏi một câu. Còn tại chiếm cứ bên trong, mới nhất xếp hàng danh sách đã tại 21.145 năm đằng sau. Đây là lấy ngài hoàng tử thân phận xếp hàng. Nếu như là phổ thông xin mời, cái kia đã tại 100.000 năm sau. Ava nói, ca gia điện hạ, hồng cự tinh cấp tiên nhân lần thứ nhất dùng cấp S phòng tu luyện, khả năng trực tiếp tử vong đó a. Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi, cấp A cùng cấp B đây này. Phương Tịch tiếp tục hỏi thăm. Những phòng tu luyện này từng cái cung không đủ cầu, bởi vậy cần sớm trả tiền, xếp hàng chờ đợi. Đương nhiên, hoàng tử thân phận vẫn có thể thu hoạch được một chút ưu đãi. Sở dĩ cấp S phòng tu luyện sẽ sắp xếp như vậy về sau, tự nhiên là rất nhiều xếp hàng người thân phận địa vị không thua ca gia hoàng tử, tỉ như hắn mấy vị ca ca tỉ tỉ. Cấp A phòng tu luyện 3 ngày sau đó liền có thừa, lấy điện hạ thân phận, có thể xếp số 1 vị.
cấp B phòng tu luyện cần chờ đợi chừng 1 năm. Ava trả lời. Đã như vậy, trước hết định cấp A 1 năm tốt, đến lúc đó nếu như cấp B phòng tu luyện trống không đi ra, lập tức đứng hàng. Phương Tịch gật đầu. Ava gật đầu, nhưng trong lòng thì oán thầm, cấp A phòng tu luyện 1 năm có thể tu luyện ra cái gì? Đến lúc đó mạo muội đi cấp B, đồng dạng có chút nguy hiểm A. Bất quá hắn trước đó đã khuyên 1 lần, lần này liền không lại nhiều lời. Dù sao hoàng tử chết tại cái này sao nơi chôn tu luyện chẳng bên trên, cũng không phải lần đầu tiên. Nếu không phải vì mình tiền lương cùng tiền thưởng, hắn mới sẽ không lắm miệng khuyên một câu như vậy. Phương Tịch tiến vào cứ điểm, nghỉ ngơi 1 đêm. Không thể không nói, nơi này công trình coi như đầy đủ, mặc dù so với đế vương tinh mà nói, đơn giản chính là nông thôn địa phương. Nhưng nhìn thấy phía dưới viên kia đen kịt sao nơi chôn, liền biết vì ở chỗ này duy trì, tiêu hao nên khổng lồ cỡ nào. Hôm sau, Phương Tịch trí năng quản gia nhận được tin tức, đã an bài tốt phòng tu luyện, lúc này đi vào cứ điểm tầng dưới chót. Nơi này trong đại sảnh nhân viên vãng lai 10 phần thưa thớt. Trừ nhân viên công tác bên ngoài chính là mộ danh mà đến người tu hành, rất nhiều đều là đế quốc công chức cùng thân phận quý tộc, lại dẫn một loại khổ tu sĩ khí chất. Phương Tịch chờ đợi một lát, đi vào một gian thang máy. Sau một khắc, ầm ầm, nương theo lấy tiếng oanh minh, thang máy bầu trời cao cấp tốc hạ lạc, mang theo hắn đi vào đen kịt sao nơi chôn mặt ngoài. Nơi này là đen kịt một màu kiến trúc, 4 phía áp lực cùng lực hút đều duy trì tại bình thường phạm vi. Đường hành lang hẹp lấy một loại toàn bộ màu đen kim loại chế tạo, đây là đế quốc cứng rắn nhất hợp kim huyền nguyên kim loại, đường hành lang hai bên thì là phiến tiểu môn, làm cho người ta cảm thấy địa lao đồng dạng chật hẹp bế tắc cảm giác. Tích tích, Phương Tịch tìm tới chính mình số phòng, xoát xoát vòng tay. Cửa phòng tự động mở ra, hắn đi vào trong đó đằng sau lập tức khép kín. Lọt vào trong tầm mắt, chỉ có 0-5 bình, ngay cả rửa mặt chỗ ăn cơm đều không có. Đương nhiên, đối với hồng cự tinh cấp tiên nhân mà nói, bọn hắn ăn uống là vì hưởng thụ. Chân chính vì ăn, còn không bằng thân hóa thôn tinh, thôn vệ mấy khỏa vệ tinh cùng hành tinh. Hoan nghênh sử dụng A số 22 phòng tu luyện, bản phòng tu luyện sắp đặt khác biệt cần số, đề nghị người mới từ loại kém nhất vị bắt đầu sử dụng. Chú ý! Chú ý! Một khi mở ra, làm mất đi cứ điểm trường hấp dẫn thủ hộ, ngài có khả năng hạt nhân nguyên tử tổn hại mà tử vong. Trong lúc tu luyện, bởi vì lực hút biến hóa, vũ trụ thông tin sẽ khó mà đến. Phương Tịch tinh tế xem xét các loại quy tắc, không hiểu có loại cảm giác déjà vu, cái này không phải liền là cái kia trọng lực phòng tu luyện A. Chỉ bất quá trọng lực đến mức độ kinh người thôi. Hắn ngồi xếp bằng, trực tiếp nhấn thô to cái nút, ầm ầm. Chỉ một thoáng, 4 phía áp lực đột biến. Nếu như là người bình thường, lúc này đại khái đã hóa thành một tầng trên đất huyết y. Phương Tịch hơi kêu lên một tiếng đau đớn, chợt liền bình chân như vậy đứng lên, được. Chỉ có loại đẳng cấp này trọng áp. Mới có thể đập vụn hạt nhân nguyên tử, tiến hành proton cùng điện tử kết hợp. Nếu như là phổ thông hồng cự tinh cấp tiên nhân, tiếp nhận loại này áp lực, khẳng định cần từ thích ứng, sau đó lại điều khiển tinh vi. Tiếp lấy thăng nhập cấp A phòng tu luyện, cuối cùng là cấp S phòng tu luyện. Bất quá đối với Phương Tịch mà nói, đây chính là một cái tu luyện máy gia tốc mà thôi. Trên mặt hắn hiện ra vẻ mỉm cười, từng tia từng sợi lực lượng pháp tắc quanh quẩn quanh thân, kích thích bản mệnh hàng tinh kịch biến. Tại hắn trong đan điền, á không gian thủy tinh bên trong, sớm đã hóa thành sao khổng lồ đỏ hỏa vũ tinh oanh minh một tiếng, tự quay tốc độ ầm vang tăng tốc. Nguyên tử nhận áp lực cường đại, ngay tại phát sinh một loại nào đó biến hóa không rõ. Rất tốt, dựa theo loại này tốc độ tu luyện, ta đột phá trung tử tinh cấp thời gian tối thiểu rút ngắn 1/2. Phương Tịch gật gật đầu, chợt liền mở ra phòng tu luyện này cao nhất công suất. Ầm ầm. Hoàn toàn đồng đẳng với sao nơi chôn mặt ngoài áp lực hiển hiện. Trong khoảnh khắc, Phương Tịch đều giống như một con cóc đồng dạng, bị đè sấp trên mặt đất, hắn cấu thành thân thể vật chất hết thảy cũng bắt đầu phá toái, tựa hồ muốn từ cực kỳ nhỏ hạt bắt đầu gây dựng lại, sắp xếp. Lịch Đế quốc Hỏa Diệu Kỷ Nguyên, năm 88.933. Đế quốc Lanikania đối với chủng tộc khởi xướng phản công, một đường thế như trẻ tre. Trong chiến hỏa, Sato, Zoro các loại hoàng tử thanh danh chấn kinh vũ trụ cương vực, trực tiếp đem chủng tộc đánh về biên cương trên chiến trường. Nichi Nguyên Soái lúc này tuyên bố muốn tại phương Bắc cứ điểm trên phế tích một lần nữa tu kiến tinh môn, triệt để đánh bại chủng tộc. Mà Phương Tịch còn tại tu luyện. Năm 88.934, tinh thú tộc đàn hạ tràng, phương Đông binh đoàn lâm vào khổ chiến. Vũ trụ đại đế bệ hạ kém chút ngự giá thân chinh, cuối cùng vẫn chọn phái đi một vị đế quốc nguyên soái tiến về phương Đông trợ giúp. Phương Tịch vẫn tại tu luyện, đế vương tinh. 44 hoàng tử Wolf được bổ nhiệm làm quân phòng giữ đoàn tư lệnh, chính tiến hành mỗi ngày tuần sát. Ở ngoài đế vương tinh, hơn 9.000 khỏa vệ tinh cộng đồng hợp thành đế vương tinh đạo thứ nhất phòng ngự, chính là tiếng tăm lừng lẫy bất tử điều phòng tuyến.
Hoàng tử Điện Hạ xin yên tâm, Bất Tử Điều Phòng Tuyến làm đế quốc cuối cùng một đạo pháo đài, trải qua không biết bao nhiêu lần gia cố cùng ưu hóa. Mặc dù hắc động tiên cấp bậc địch nhân tập kích, cũng có thể sớm phát hiện, đồng thời làm ra ứng đối. Trong phi thuyền, phòng tuyến người phụ trách, một vị trung tử tiên mặt mũi tràn đầy nịnh hót nói. Đúng vậy a, 9.000 quả vệ tinh nhân tạo tạo thành hệ thống phòng ngự, nói là vệ tinh, kỳ thật đã so hành tinh đều lớn rồi. Wolf nhìn qua một màn này, không khỏi thở dài một tiếng, ta mỗi lần nhìn thấy những vệ tinh này, trong lòng đều có chút lửa nóng, đơn giản kìm nén không được. Kìm nén không được. Vị này trung tử tiên hơi kinh ngạc, chợt liền gặp được Wolf hoàng tử điện hạ, trong tay cầm một khối lập loài 16 diện thể, nhẹ nhàng ném đi. Cong, từng đạo hình lăng trụ hiển hiện, tựa như một viên thủy tinh, đem vị này trung tử tiên phong ấn tại nội bộ. Trên mặt đối phương còn mang theo một tia ngạc nhiên chi sắc, nhưng chợt liền bị áp xúc, không ngừng hướng vào phía trong đổ sụp, hóa thành một viên lớn chừng ngón cái thủy tinh. Viện khoa học hoàng gia vũ khí quả nhiên dùng tốt. Ta bây giờ cũng chỉ là một vị trung tử tinh tiên, muốn cầm xuống ngươi, thật đúng là muốn động một phen tay chân. Wolf thì thào một tiếng, bên cạnh rất nhiều hộ vệ thì là không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí bắt đầu sống mái với nhau trước đó đồng liêu. Sau một lát, một tên mặc hoàng thất quân cận vệ áo giáp nam tử cao lớn đi đến, nhìn qua Wolf đỉnh đầu sừng nhọn, trên mặt nổi lên một tia kỳ dị, xê ra ô hầu. Gặp qua 44 hoàng tử. Rất tốt, ta lấy quân phòng giữ đoàn tư lệnh quyền hạn, tê liệt Bất Tử Điều Phòng Tuyến, cần bao lâu? Wolf tùy ý hỏi một câu. Hoàn toàn tê liệt làm không được, nhưng che đậy thăm dò khí công năng, để ngũ đại đoàn hải tặc tiến vào, đã đủ rồi. Xê ra mở miệng. Vốn là muốn quan ngừng Bất Tử Điều Phòng Tuyến, hình cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng Wolf vị này tư lệnh phòng thủ dẫn đầu khiêu phản, lại đạt được hoàng thất quân cận vệ trợ giúp, chỉ là tê liệt bộ phận công năng, liền trở thành khả năng. Như vậy, bắt đầu đi. Wolf nhìn qua Caesar, trên mặt lại nổi lên mỉm cười, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cũng không cần gọi ta hoàng tử. Lúc trước ta sắc phong khảo nghiệm nghi thức, cũng là ngươi chủ trì a. Nếu như không có các ngươi trợ giúp, ta muốn thành công đoạt xá, thu hoạch được sắc phong, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hết thảy chung với Phoenix. Caesar ô hầu lấy tay đấm ngực. Hắn đương nhiên trung thành với đế quốc, nhưng chưa hẳn trung thành với vị hoàng đế bệ hạ kia. Mặc dù đối phương có thể là đế quốc từ trước tới nay mạnh nhất một vị hắc động tiên, nhưng muốn đột phá hắc động tiên đằng sau cảnh giới, có thể đi lộ tuyến quá ít. Vị kia vũ trụ đại đế muốn thôn tính toàn bộ vũ trụ khái niệm, đem vũ trụ quy nhất, trở thành vũ trụ quy nhất giả, chính là muốn giết chết hết thảy mọi người. Phàm là biết kế hoạch này người, đều sẽ làm ra phản kháng. Đế vương tinh bên ngoài. Từng viên nguyên bản trôi chảy vận chuyển vệ tinh, bỗng nhiên nhiều một tia không tiện lợi. Tiếp theo, từng chiếc hải tặc tàu chiến hiển hiện. Phản vật chất đạn pháo tề phát, Bất Tử Điều Phòng Tuyến vệ tinh lúc này, một viên tiếp nối một viên địa bạo nổ tung ra. Thịnh yến, bắt đầu. Siêu thú hồ do nhìn qua mất đi bảo vệ đế vương tinh, trên mặt hiện lên một tia không hiểu. Chúng ta là hải tặc vũ trụ. Vì tự do, vì tài phú. Sông. Chương 1082, Trung Tử Tiên. Cự giải tinh hệ. Đen kịt sao nơi chôn trong phòng tu luyện. Phương Tịch bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Tại hắn trong đan điền. Á không gian trong thủy tinh sao khổng lồ đỏ sớm đã phát sinh biến hóa. Nó hoàn toàn đổ sụp, áp xúc, hóa thành một viên đen kịt hình cầu. Phía trên vẻn vẹn 1 mét khối cm thể tích, liền có được mấy chục vạn ức tấn trọng lượng, đến một cái không gì sánh được dọa người tình trạng. Trung tử tinh tiên, xong rồi. Khóe miệng của hắn nổi lên vẻ mỉm cười. Cái gọi là sao nơ trôn, kỳ thật chính là đem sao khổng lồ đỏ không ngừng áp xúc. Đây đối với lĩnh ngộ các loại tương quan pháp tắc phương tịch mà nói. Chính là nước chảy thành sông sự tình thôi. Tu luyện thành trung tử tinh tiên, cơ bản nhất năng lực là trung tử tinh chiến thể. Tại chân tiên giới, chính là viễn siêu chân tiên luyện thể chi thuật. Phương Tịch nhìn lấy mình trải qua tái tạo thân thể, hắn hôm nay, hơi buông ra một chút lực hút, liền có thể đem từng khỏa tinh cầu hấp thụ mà tới. Mà nói thân thể chi kiên cố, đã đến nuốt sống tiên khí, thậm chí bằng vào tự thân đụng nát bất luận cái gì pháp thuật pháp bảo tình trạng. Trung tử tinh tiên, chính là thuần túy đấu chiến chi tiên. Chiến lực chi hùng hồn, dù là đạo tử cấp nhân vật nhìn thấy, cũng phải bỡ ngỡ, có thể vững vàng vượt trên một đầu, chỉ có đạo quân. Đạo quân A. Hắn mỉm cười, quanh thân thời không ẩn ẩn vạn vẹo, từng mai màu tím cùng phù văn màu bạc lặng yên hiển hiện, giống như bão tuyết đồng dạng quét sạch. Long trương văn cùng phượng triện văn tái hiện. Đây là Phương Tịch chính mình lĩnh ngộ đại đạo chi văn, chỉ là thói quen lấy tên trước kia. Luận tinh thâm ảo diệu, đến tổ long tổ phượng nhìn thấy cũng muốn nghẹn họng nhìn chân chối chi tình trạng. Màu bạc cùng ánh sáng màu tím quấn giao tại một thể, giống như một viên thái cực cầu. Cái kia hư không đạo chủng cùng quang âm đạo chủng, chính là âm dương ngư đôi mắt. Bỗng nhiên,
hư không pháp tắc cùng quang âm pháp tắc dung hợp, hai viên đạo chủng vậy mà bắt đầu lẫn nhau giao hòa, hình thành một viên hoàn toàn mới đen kịt hạt giống, thời không đạo chủng. Phương Tịch đôi mắt sáng rõ, cái này thời không đạo chủng vừa ra, chính mình trước đó lĩnh ngộ, chỉ sợ chỉ có luân hồi đạo chủng có thể so sánh. Càng đáng sợ chính là cùng vị kia thời không đạo tôn lập tức không chết không thôi, như dùng cái này chứng đạo đạo quân đại đạo tiếng vọng phía dưới, tuyệt đối tiếp theo một cái chớp mắt thời không đạo tôn liền có thể giết tới trước mặt. Đáng tiếc, nơi này đã không phải là chân tiên giới. Hắc động tiên bị vũ trụ giao phó thời không khái niệm, mà ta là chủ động ngưng tụ thời không khái niệm, có thể nói khó khăn nhất trình tự đã bước qua. Tiếp đó, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, lập tức liền có thể lấy tấn thăng hắc động tiên. Nơi này đối với ta mà nói, đã vô dụng. Phương Tịch đứng người lên, khởi động lực trường che đậy. Trong một chớp mắt, hắn cảm giác bốn phía trói buộc diệt hết, cả người càng là giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng. Cũng may lúc này, hắn sớm đã hoàn mỹ nắm giữ trung tử tinh tiên lực lượng, thể nội á không gian trong thủy tinh một cỗ lực hút không ngừng tăng cường, cùng ngoại giới đạt thành cân bằng. Lúc này mới không có một chút bộc phát, đem nơi này đều hủy đi. Mà đi tới cửa bên ngoài đằng sau, Phương Tịch mới phát hiện có chút không đúng. Giống như, có chút lạnh tanh. Hắn trở lại cứ điểm pháo đài, chỉ thấy Văng Ghe cùng Ava ngay tại thang máy bầu trời cao đại sảnh chờ đợi. Văng Ghe càng là vừa thấy mặt liền đưa qua một kiện lượng tử máy truyền tin. Dụng cụ phía trên, các loại tin tức đơn giản giống như thác nước đồng dạng chảy xuôi xuống. Phương Tịch hơi nhìn lướt qua, phát hiện đều là đại tin tức, đế vương tinh bị cướp. Siêu thú, âm ảnh, chén thánh, huyết thủ, nữ hoàng đánh vào đế vương tinh. Hoàng đế bệ hạ gặp chuyện, ta mới bế quan tu luyện một lần. Vậy mà liền phát sinh nhiều như vậy chuyện kinh thiên động địa. Phương Tịch nháy nháy mắt, đây là có chuyện gì? So với hắn, Văng Ghe cùng Ava nhìn chằm chằm Phương Tịch, chợt phát hiện một số khác biệt, điện hạ. Ngài, so với những ngày trời đất sụp đổ đại sự, ta chỉ là đột phá sao nơi chôn cấp độ, chỉ là việc nhỏ. Phương Tịch khoát khoát tay, bất quá là vận khí tốt, tại hồng cự tinh giai đoạn liền lĩnh ngộ lực hút cùng áp lực khái niệm, quanh người hắn hiện ra từng đạo cao độ ngưng tụ pháp tắc chi quang, tựa hồ là bằng chứng. Lại là khái niệm chi lực. Văng Ghe cực kỳ chấn động, điện hạ ngài tại lĩnh ngộ khái niệm phía trên tư chất, chỉ sợ mặc dù tại Phoenix bộ tộc lịch sử phía trên, cũng chỉ có giải rác mấy người có thể so sánh. Hắn lúc này đã hoàn toàn đem chính mình bày ở cấp dưới vị trí. Chúc mừng điện hạ tấn thăng. Nếu là trước đó, chỉ sợ sẽ chấn kinh toàn bộ đế quốc, trở thành có hy vọng tiếp nhận vũ trụ đại đế vị trí nhân tuyển. Ava cũng chúc mừng một câu. Bây giờ hoàng đế bệ hạ dòng dõi bên trong, còn không có một vị hắc động tiên. Những cái kia hữu lực người cạnh tranh, đồng dạng là tại trung tử tinh cấp bậc. Ai có thể nghĩ tới, chỉ là một vị phổ thông hoàng tử, đi hay là gai ơ hệ loại này hàng lởm, ngắn ngủi mấy năm liền có thể liên tiếp phá mấy cái đại cảnh giới. Loại sự tình này, nói ra cũng phải có người tin a. Tốt, nói một chút chính sự đi. Điểm ấy thời gian, đã để Phương Tịch nhanh chóng quét xong tin tức, phát hiện cướp bóc phát sinh ở ba cái ngày vũ trụ trước đó. Lúc này đế vương tinh, vẫn như cũ là một mảnh chiến trường. Nghe nói đại lượng hải tặc vẫn đã lui đi, mà quân đội đế quốc phản ứng chậm chạp. Thậm chí, liền ngay cả vị kia vĩ đại hoàng đế bệ hạ đến tột cùng như thế nào, cũng không ai nói được rõ ràng. Phương Tịch thần sắc trở nên nghiêm túc đứng lên, đế vương tinh vậy mà lại đình trệ. Đây là Phoenix bộ tộc sỉ nhục. Vì cái gì vũ trụ hải ngũ đại hoàng cấp đoàn hải tặc liên thủ tiến công, bên ta vậy mà không biết chút nào. Cái này, Văng Ghe nói, có lẽ cùng chủng tộc. Tinh thú đồng thời phát động đại chiến, hấp dẫn đi đế quốc chú ý có quan hệ. Chúng ta bây giờ hoàn toàn có lý do hoài nghi, ngũ đại hải tặc hoàng giả tiến công đế vương tinh, tuyệt đối là cùng hai phe thế lực này có cấu kết. Trừ cái đó ra, tình báo đế quốc bộ môn phản ứng, cũng là trước nay chưa có chậm chạp. Phương Tịch không hiểu liền nghĩ đến lần trước vũ trụ kỳ quan vũ khí, gián điệp vụ án. Trực giác liền cảm giác giác hoàng đế bệ hạ lại có chút người cô đơn hương vị. Trừ cái đó ra, ở lại tại đế vương tinh rất nhiều hoàng tử hoàng nữ. Rất nhiều đều gặp tai họa ngập đầu. Nghe nói 44 hoàng tử Wolf làm phản. Nếu không bất tử điều phòng tuyến tuyệt không có dễ dàng như vậy bị đột phá. Ava bổ sung một câu. 44 hoàng tử Wolf. Phương Tịch nhai nuốt lấy cái tên này. Đây chính là lần trước bị chính mình nhìn ra. Hư hư thực thực chuyển thế hoặc là đoạt xá ra hỏa. Quả nhiên là cái gian tế. Bất quá, lựa chọn của ta là chính xác. Chỉ ít thoát ly nơi thị phi. Hắn nhìn về phía Ava, bây giờ trong cứ điểm có bao nhiêu nhân thủ, thực lực như thế nào? Ava giật nảy mình, tiếp theo nói, hoàng tử điện hạ, chúng ta nơi này chỉ là tu luyện hình cứ điểm, căn bản không có bao nhiêu chú quân đó a. Tổng phòng giữ Barbara đại nhân cũng chỉ là một vị trung tử tinh cấp tiên nhân mà thôi. Ở trong đầu hắn,
đã không biết não bổ ra bao nhiêu hoàng tử mượn nhờ biên cương binh đoàn, khởi binh tiến đánh đế vương tinh kịch bản. Các ngươi suy nghĩ nhiều, ta một chút ý nghĩ đều không có. Nhìn thấy một màn này, Phương Tịch không khỏi ở trong lòng đậu đen rau muống. Hắn luân hồi chuyển thế, là đến lĩnh hội chư thiên luân hồi đại đạo, tiện thể dung hội bách gia sở trường, gia tăng tự thân chiến lực. Làm vũ trụ đại đế thì thế nào? Ai? Bây giờ phụ hoàng sinh tử chưa biết, ta hữu tâm giết tặc, vô lực hồi thiên. Chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Phương Tịch thở dài một tiếng. Trong lòng hắn, lại là có chút nhảy cẫng, bây giờ đế quốc đại loạn, chẳng phải là nói. Không ai để ý đến. Quản bọn họ đánh sống đánh chết, ta nhanh đi nhiều thôn phệ một chút hành tinh hoang vu cùng hàng tinh, làm không tốt liền có thể gom góp lỗ đen diễn biến tài nguyên. Đương nhiên, hoàng tử ăn cướp quá khó nghe, trước đó chuẩn bị lại là có thể lấy ra, ngụy trang thành một vị hải tặc vũ trụ. Dù sao hiện tại thiên hạ đại loạn, vô số hải tặc vũ trụ tàn phá bừa bãi. Nhiều ta một cái cũng không có cái gì à. Phương Tịch cảm giác kiếp trước di sản bên trong trung tử tinh kiếm, đã dục dịch. Lấy bất biến ứng vạn biến, cũng là cái biện pháp. Văng ghé lúc đầu trong lòng có chút không nói ra được lửa nóng. Dù sao vị này ca gia điện hạ thực sự mang đến cho hắn không ít kinh hỉ, bây giờ đã là trung tử tinh tiên nhân. Tương lai leo lên vũ trụ đại đế vị trí, đồng dạng có một tia hy vọng. Bất quá lúc này đối phương hy vọng điệu thấp, văng ghe cũng 10 phần tán đồng. Dù sao đế vương tinh tình huống không rõ, đặc biệt là vị hoàng đế bệ hạ kia sinh tử, càng là quan trọng nhất. Đúng lúc này, ba người lượng tử máy truyền tin bên trên, lại một đạo quang huy sáng lên. Phương Tịch nhìn lướt qua, thần sắc không khỏi trở nên ngưng trọng. Ni Chi Nguyên Soái tuyên bố từ bỏ phương Bắc mảng lớn đế quốc tinh vực, lui về trợ giúp đế vương tinh. Do Râu hoàng tử tuyên thệ tất yếu báo thù. Văng ghe kinh ngạc, lục hoàng tử đây là đã lấy được Ni Chi duy trì, chuẩn bị trực tiếp về đế vương tinh đoạt vị A. Đế quốc Bắc Cương, Gamma xạ tuyến nổ vết tích, quét ngang qua quân doanh, đem nơi đây lần nữa hóa thành một vùng phế tích. Gamma xạ tuyến bạo xem như hắc động tiên bản năng, liền như là hô hấp đồng dạng, lại có thể tùy tiện phá hủy đại lượng hàng tinh, hành tinh, thậm chí đại quân. Zoro điện hạ, chúng ta cần phải đi. Ni Chi đứng ở bên người Zoro, nói khẽ. Chờ một chút, ta còn phải cùng 10.070 đệ cáo biệt. Zoro híp mắt, khóe miệng hơi vểnh, lộ ra 10 phần ôn nhu. Tiếp theo, hắn liền nhìn về hướng cách đó, không xa một viên đã lộ ra ảm đạm sao khổng lồ đỏ. Tại sao khổng lồ đỏ chỗ sâu, lại là Sato? Chỉ là lúc này đối phương, đã mất đi một nửa thân thể, lộ ra tàn khuyết không đầy đủ. Lúc trước hắn nhảy có bao nhiêu vui mừng, lúc này liền có bấy nhiêu thảm. Vì... cái gì? Sato ý thức có chút mông lung lại phát ra một câu chất vấn. Sato, đệ đệ của ta. Zoro dáng tươi cười càng phát ra ôn hòa, thiên phú của ngươi, hoàn toàn chính xác đến ngay cả ta đều muốn đố kỵ tình trạng, đáng tiếc. Ngươi xuất sinh quá đã chậm, cái gì cũng không biết. Ta hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Lời còn chưa dứt, quanh người hắn hiện ra một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn. Một viên đen kịt sao nơi chôn hiển hiện, đụng vào sao khổng lồ đỏ bên trong. Ầm ầm. Vô số vũ trụ trong loạn lưu sao khổng lồ đỏ chỗ cốt lõi tựa như lọt một cái lỗ thủng. Tiếp theo, vô số lửa cùng ánh sáng, hàng tinh vật chất cùng năng lượng tối, tựa như trăm sông đổ về một biển đồng dạng, hướng về trung tâm hội tụ mà đi, bị viên kia đen kịt sao nơi chôn hoàn toàn hấp thu. Đi thôi. Lão sư. Sao nơi chôn bên trong, truyền ra Zoro có chút thanh âm hưng phấn, ta đã bắt đầu chờ mong đăng tràng.